Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại các tin tức và sự kiện nổi bật trong tuần qua bằng một video tổng hợp và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, người Nga bắt đầu kế hoạch tấn công của mình sau khi nhận ra đối phương hụt hơi trầm trọng. Còn ở hậu phương, các quan chức hàng đầu của Kiev đang dần mô tả viễn cảnh mở mịt bằng những lời khẳng định cay đắng. Và đây sẽ là nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Trận chiến ở tả ngạn Dnipro là tội ác của chính quyền Kiev Trong các video trước thì chúng ta đã phân tích về trận chiến ở tả ngạn Dnipro của Ukraine Thực chất đây chỉ là để phục vụ cho mục đích chính trị của Tổng thống Zelensky hơn là vì lợi ích trên mặt trận quân sự Và để đạt được mục đích tuyên truyền nhằm chứng minh rằng Ukraine vẫn có khả năng để tấn công thì chính quyền Tổng thống Zelensky đã quăng vào trận địa này hết lớp người này đến lớp người khác Ngày hôm qua, truyền thông Ukraine là tờ Damkaya đã phẫn nộ viết rằng hoạt động của quân đội Ukraine ở tả ngạn sông Dnipro là vô nghĩa và chỉ dẫn đến những tổn thất lớn. Tờ này viết như sau. Chưa bao giờ chúng ta phẫn nộ về lý do tại sao binh sĩ bị ném vào đó hoặc liệu quyết định này hay quyết định kia của bộ chỉ huy của chúng ta có ý nghĩa gì hay không. Chúng ta đã im lặng mặc dù biết rất nhiều chuyện. Bây giờ đã có một vụ thảm án đặc biệt và chúng ta không thể im lặng được nữa. Đó là ở tả ngạn sông Dnipro với hai hoặc ba đầu cầu do thủy quân lục chiến Ukraine đang trấn giữ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Các binh sĩ băng qua sông bằng đủ các loại phương tiện và hầu hết đều thiệt mạng khi đến gần bờ. Những người còn sống sẽ tiếp tục bị tàn sát bằng mọi thứ có trong kho vũ khí của người nga. Những người bị thương thì không được đưa ra khỏi đó. Mọi người tiếp tục bị ném qua sông hết đợt này đến đợt khác. Trước đó, cả BBC và New York Times đều đã có những bài viết lột tả về cuộc chiến địa ngục tại đây trong đó có các xác nhận của chính binh sĩ Ukraine rằng toàn bộ quá trình vượt sông của họ luôn nằm dưới tầm hỏa lực của người Nga. Khi qua được sông và cập bờ, thì họ lại bị pháo binh, súng cối và hệ thống súng phun lửa của Nga chờ sẵn. Có nhiều binh sĩ đã bị chết, bị thương, nhưng mà Kiev không có kế hoạch nào để tiếp viện hoặc sơ tán. Bất chấp điều đó, Tổng thống Zelensky vẫn gửi quân vào cỗ máy xe thịt này và thậm chí còn đích thân đến đây để chụp ảnh nhằm úy lạo tinh thần của binh sĩ. Tuy nhiên, giờ đây thì giới truyền thông ukraine vốn phục tùng tuyên truyền cho lợi ích chính trị của kiev cũng không thể câm lặng nhắm mắt làm ngơ ngay cả khi sẽ bị kiev trừng phạt tờ damkaya viết như sau không còn nói đến bất kỳ bước đột phá nào nữa hiện nay lực lượng và nguồn lực của ukraine đang bị lãng phí chỉ vì để duy trì mấy đầu cầu đó để làm gì điều này có thể tạo ra sự khác biệt nếu như nó được dùng để truyền cảm hứng ở các mặt trận khác đồng thời sử dụng cuộc giao tranh ở đây để làm cho kẻ thù phân tâm và trong tương lai có thể được đem ra sử dụng để cho thấy rằng Ukraine đang phản công. Nhưng mà không, ở những nơi khác thì chúng ta cũng đang phòng thủ. Vậy thì tại sao lại vẫn phải làm điều này? Tại sao phải chịu tổn thất quá lớn như vậy? Tại sao lại lãng phí các tiểu đoàn nếu như kết quả chỉ là để chấn giữ hai ba đầu cầu? Đây là một chiến thuật chiến tranh rất xấu xí. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại, việc tiếp tục cố gắng giữ những mảnh đất này là một tội ác. Có thể chúng tôi sẽ bị buộc tội nhưng chúng tôi không thể im lặng được nữa. Tờ này cũng đã kiến nghị như sau, Bộ Chỉ huy Ukraine cần phải khẩn trương cắt giảm chiến dịch này như là một cuộc tấn công ở vùng Zaporizhia, bởi những nỗ lực liên tục nhằm ném thủy quân lục chiến sang tả ngạn sông Dnipro là một điều gì đó vượt quá cái thiện và cái ác. Như vậy thì có thể thấy, chỉ tới trận chiến tại tả ngạn sông Dnipro khi mà đã vượt ngưỡng tổn thất và trở thành máy xay thịt thứ ba sau Bakhmut và Adipka, thì truyền thông Ukraine mới tiết lộ thêm rằng họ đã im lặng trước tổn thất quá lớn tại mặt trận Zaporizhia. Cho đến nay, cuộc chiến tại Zaporizhia về cơ bản đã coi như là kết thúc sau 6 tháng phản công. Điều này đã được chính nguồn tin của nội bộ Ukraine xác nhận rằng Kiev sắp tới sẽ chuyển toàn bộ quân dự bị cho Adybka và sẽ dừng phản công ở Zaporizhia vì nhận định là không thể xuyên thủng được tuyến phòng ngự của người Nga. Trên thực tế chính quyền của Tổng thống Zelensky đã ném tất cả các nguồn lực của mình vào trận chiến vô vọng để giữ được Bakhmut vào hồi đầu năm. Tờ Atalaya của Tây Ban Nha cũng đã đưa ra các xác nhận rằng Bakhmut là điểm đen tối nhất trong cuộc chiến Ukraine khi mà mỗi ngày có tới 400 binh sĩ Ukraine bị tiêu diệt. Nói cách khác, trong 8 tháng cố thủ tại Bakhmut, quân đội Ukraine đã phải hứng chịu tổn thất lên tới 50-60.000 đến 60 binh sĩ và rõ ràng là chính quyền Kiev không có nguồn nhân lực vô hạn để duy trì cuộc chiến tại đây. Nga đánh bại lữ đoàn tân phát xít thiện chiến nhất của Ukraine. Dù đang xa lầy bế tắc ở mặt trận Zaporozhye cũng như là nướng quân ở địa ngục Dnipr, nhưng mà Tổng thống Zelensky vẫn không thể rời bỏ Bắc Mút. Nơi đây vẫn diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt khi Nga đang nỗ lực để chiếm lại các vùng lãnh thổ bị mất sau khi Wagner rời khỏi Bắc Mút vào mùa hè vừa qua. Hiện tại, Nga đang tiến về phía Grigorovka và orekovo vasilipka ở phía tây bắc của Bắc Mút. Với sự yểm trợ của pháo binh, Nga đang đánh bật Ukraine ra khỏi khu vườn ươm ở ngoại ô phía tây Bắc Mút. Đồng thời, họ còn tích cực tiêu diệt trang thiết bị quân sự và nhân sự của Ukraine. Còn sơn phía Nam, Nga chiếm ưu thế gần Klipchipka và đang tấn công vào thành trì này. Ở sườn phía Bắc của Bắc Mút, quân đoàn tình nguyện Nga cũng đã đẩy Ukraine ra khỏi vành đai rừng Kromov đến Bodanovka. Cuộc giao tranh tại làng Bodanovka diễn ra khá ác liệt và Nga đã tiêu diệt bộ binh của đối phương với sự hỗ trợ của hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái. Cảnh quay ngày hôm qua cho thấy Ukraine đã tổn thất nhân mạng khá lớn. Cùng lúc đó, một binh sĩ thuộc lữ đoàn 167 Ukraine đã kêu gọi đồng đội của mình hãy rời khỏi vị trí chiến đấu gần làng Begorovka. Do 6 ngày qua họ không có nước uống cũng như không được tiếp tế đầy đủ. Binh sĩ này cho biết họ đang cố thủ trong làng nhưng không có đạn dược để chiến đấu. Và đã có thêm một tin tức bất lợi nữa là sau nhiều tháng giao tranh ác liệt tại Bắc Mút, thì lữ đoàn thiện chiến số 3 của Ukraine đã được lệnh rút lui về hậu phương để phục hồi. Phát ngôn viên của lữ đoàn này cho biết, sau gần một năm giao tranh ác liệt gần Bakhmut, vào đầu tháng 12, lữ đoàn 3 đã rời khu vực mệt mỏi ở mặt trận để khôi phục nhằm trở thành đơn vị có công nghệ tiên tiến nhất ở Ukraine. Chúng tôi xin lưu ý là lữ đoàn đặc công số 3 là đơn vị được thành lập bởi các cựu chiến binh Azov. Chỉ huy của lữ đoàn này là Andrey Bislesky, người sáng lập tiểu đoàn tần phát xít Azov. Từ đầu năm 2023, lữ đoàn này đã được điều tới mặt trận Bắc Mút. Có thể nói rằng Nga đã đánh bại lữ đoàn tân phát xít thiện chiến nhất của quân đội Ukraine và buộc họ phải rút lui khỏi mặt trận. Đây cũng là một trong 12 lữ đoàn mà tờ New York Times từng hé lộ đã được huấn luyện tại các nước NATO. Từ tấn công sang phòng thủ, dấu hiệu sụp đổ toàn chiến tuyến của Ukraine. Tướng Zaluzny đã từng cảnh báo rằng một cuộc phản công không có quân hỗ trợ là một điều vô nghĩa. Điều đó có nghĩa là Bộ Chỉ huy Ukraine phần nào đã ngay từ đầu biết đến kết quả thất bại của cuộc phản công mùa hè. Giờ đây, Bộ Chỉ huy Ukraine cho biết quân Nga đang tiến dọc toàn mặt trận ở phía đông của đất nước. Tổng tư lệnh lực lượng mặt đất là Alexander Sinsky, kẻ thù không ngừng tiến hành các hoạt động tấn công trên toàn mặt trận. Tướng Sinsky chịu trách nhiệm chỉ huy từ mặt trận Kupians đến Bakhmut, cho biết thêm, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính bền vững của hệ thống phòng thủ bảo toàn tính mạng cho binh lính của chúng tôi và sử dụng đạn dược hợp lý. Tuyên bố này có nghĩa là Ukraine đã chính thức dừng phản công và tăng cường phòng thủ, vì tiềm năng tấn công của họ đã cạn kiệt do thiếu đạn và binh sĩ. Binh sĩ Ukraine Antigrin cũng xác nhận điều này như sau. Chúng tôi sẽ buộc phải rời bỏ những vị trí mà chúng tôi đã chiếm giữ khá lâu kể từ thời điểm xảy ra cuộc tấn công ở Kharkov. Chúng tôi cũng sẽ phải rời bỏ một đầu cầu ở tả ngạn sông Stalion và có thể là ở cả tả ngạn của sông osko để giảm thiểu tổn thất. Những diễn biến mới nhất trên tiền tuyến cũng cho thấy điều này. Quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm nhanh chóng đánh chiếm hai mục tiêu mang tầm chiến lược là Bakhmut và Adipka. Theo hướng Adipka, kênh Deep State cho biết, Nga đã chiếm được một phần các khu ngoại ô ở phía đông bắc thành phố. Những hình ảnh và cảnh quay xuất hiện ngày hôm qua đã hỗ trợ thêm cho các xác nhận này. Video cho thấy xe tăng của Ukraine đã buộc phải rời khỏi một trong số những vị trí mà Ukraine chiếm giữ ở Krasnogorovka. Kênh Deep State cũng bình luận như sau. Đánh giá theo những cảnh quay này thì Nga đã chiếm được các vị trí lợi thế ở phía Bắc. Trong tương lai, Nga sẽ có cơ hội ẩn náu trong các tầng hầm và việc đánh bại bộ binh của họ sẽ khó khăn hơn. Nga cũng đã giành được chỗ đứng ở phía đông bắc của Stepnove, đồng thời khép chặt hai bên sườn. Ở phía nam của Adipka, các trận chiến giành Marienka vẫn đang tiếp tục. Cảnh quay cho thấy, Nga đang ăn mừng việc giành quyền kiểm soát một địa điểm mới ở ngoại ô phía tây của Marienka bằng cách cắm cờ trên đường phố. Được biết, chỉ còn lại một số dãy nhà nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và sớm muộn gì họ cũng sẽ phải rút lui tại đây. Chuyên gia quân sự Ukraine, đại tá đã nghỉ hưu Roman Svitan nhận định rằng nếu như Ukraine buộc phải rút lui khoảng 20 km về phía Tây tới tuyến phòng thủ thứ hai tại Kalipka, Ocheretine và cả tại phía Nam theo hướng Kurakove thì họ sẽ nhiều khả năng mất thành phố Marinka và từ đó có thể gây ra sụp đổ trên toàn bộ mặt trận Aripka. Việc cựu đại tá này cũng đã nhận định thêm như sau. Nếu như quân Ukraine rút lui khỏi Adipka, thì người Nga sẽ gây áp lực hoàn toàn từ Marinka đến Kurakove và từ Vuleda đến Kurakove. Về cơ bản, người Nga đang chuẩn bị khiến cho mặt trận này sụp đổ. Đó là lý do tại sao Ukraine phải giữ Adipka. Giới quan sát nhận định rằng sự thất thủ của Adipka đồng nghĩa với việc Kiev phải rút lui về các hồ chứa nước kaloka kaloka cung cấp nước cho vùng lãnh thổ còn lại dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Donbass và bất kỳ một trận chiến nào ở đó đều có thể làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung cấp nước. Việc chiếm được các đỉnh cao ở Orechetino, cách đó hai dặm sẽ cho phép người Nga tiến hành một cuộc tấn công vào Migograd, một thành phố có 50.000 dân. Nga cũng có thể đột phá tới Dnipro, nơi có dân số khoảng 1 triệu người, và tiến về phía bắc tới Kiev, cắt đứt quân đội Ukraine ở Donbass. Có thể nói, tiền tuyến đang sụp đổ từ từ trong bối cảnh mọi nguồn viện trợ của Ukraine đã bị Quốc hội Mỹ đóng băng cho tới tận năm sau thì họ mới giải quyết. Và điều đáng sợ nhất với Ukraine lúc này đó là liệu Nga có dự kiến tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tới mức độ nào? Cú đánh có thể khiến cho chính quyền Kiev đổ gục hoàn toàn. Đúng như dự đoán, Nga đã bắt đầu chiến dịch phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng một cách có hệ thống và đang làm cạn kiệt lực lượng phòng không của Ukraine. Tài khoản X của tình báo Anh cho biết, Vụ tấn công tên lửa vào đêm mùng 7 dạng sáng ngày mùng 8 tháng 12 của lực lượng không quân Nga là một cuộc tấn công mạnh mẽ đầu tiên sau một thời gian dài nhắm vào khu vực Kiev và miền trung Ukraine bằng máy bay ném bom hạng nặng PH, phóng ít nhất 16 tên lửa hành trình từ trên biển Caspian. Tình báo Anh nhận định, Nga đã dự trữ tên lửa này để sử dụng trong chiến dịch mùa đông, và đây có thể là sự khởi đầu cho một chiến dịch phối hợp lớn hơn mà Nga dùng để nhằm phá hủy vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, tờ Newsweek vào ngày hôm qua đã dẫn lời các quan chức tình báo Anh cho biết, làn sóng các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga chỉ gây ra thiệt hại tối thiểu ở Kiev và miền trung Ukraine, và hầu hết các tên lửa này đã bị phòng không Ukraine đánh chặn thành công. Không biết là thực hư trong số 16 tên lửa của Nga được phóng đi thì Ukraine đánh chặn được bao nhiêu. Có điều, chỉ một ngày sau vụ tấn công này là ngày 9 tháng 12, truyền thông Ukraine xác nhận rằng nước này đang lâm vào tình trạng thiếu điện 3 ngày liên tiếp. Đêm qua ngày 11 tháng 12 thì Nga còn tiếp tục tấn công Kyiv và phía Ukraine tuyên bố đã đánh chặn tất cả 8 tên lửa đạn đạo của đối phương. Tuyên bố này đã gây sửng sốt bởi vì họ đang ở trong tình trạng cạn kiệt hệ thống phòng không. Mới đây, tờ Zipotam cho biết tỷ lệ tiêu diệt tên lửa và UAV của cả phía Ukraine và Nga đều không hề đáng tin cậy. Tờ này dẫn chứng vào ngày 25 tháng 11 Nga đã phóng khoảng 75 UAV vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Kyiv. Và như thường lệ, quân đội Ukraine báo cáo rằng hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ thành công 74 trên 75 chiếc, tức là tỷ lệ thành công là 98%. Nhưng mà đó vẫn chưa là gì nếu so với kỳ tích vào hôm 16 tháng 5, khi mà tướng Zaluzny tuyên bố rằng lực lượng phòng không của ông đã đánh chặn được 6 tên lửa Kinzo và 9 tên lửa hành trình Kalib, đồng thời có cả 3 tên lửa Iskander nữa. Cần phải lưu ý rằng tất cả đều là những tên lửa siêu thanh, và nếu đúng thì đó là một thành tích đáng nể của phòng không Ukraine. Phía Nga cũng như vậy. Vào ngày 26 tháng 8, truyền thông Nga đưa tin họ đã phát hiện được 42 UAV và sau đó loại bỏ 33 chiếc bằng tác chiến điện tử, bắn hạ được 9 chiếc còn lại bằng hệ thống phòng không. Tỷ lệ đánh chặn thành công là 100%. Đó cũng chỉ là một trong số hàng chục báo cáo của cả Ukraine và Nga. Nhưng mà theo chuyên gia quân sự Mike Fedenberg, thì những tuyên bố này đều là phóng đại nhằm mục đích tuyên truyền theo kiểu chúng tôi là bên có năng lực vượt trội, trong khi đối thủ của chúng tôi thì kém cỏi hơn. Vị chuyên gia này đưa ra kết luận như vậy là vì cho biết tỷ lệ đánh chặn thông qua thử nghiệm khác biệt rất nhiều so với môi trường thực tế phức tạp. Theo ông Fellenberg, Nga dường như chưa bao giờ thất bại trong các cuộc thử nghiệm S-400, chứng tỏ rằng Nga không liệt kê các cuộc thử nghiệm không thành công. Điều đó không có nghĩa là hệ thống phòng thủ S-400 không hiệu quả, nhưng nó có thể không được như quảng cáo. Cũng như vậy, tỷ lệ thành công trong thực chiến của hệ thống vòm sắt của Israel đã tạo ra nhiều tranh luận. Nhưng mà Patriot mới là đặc biệt gây tranh cãi. Khi mà tập đoàn Raytheon đã đánh giá quá cao hiệu quả của hệ thống này. Sau đó họ đã phải cắt giảm quảng cáo từ 100% xuống thành 52% và tiếp tục giảm xuống từ 10 đến 20%. Theo đó, chuyên gia Fedenberg chỉ ra rằng tuyên bố của Ukraine, Nga, Israel hay là Mỹ về việc hệ thống phòng không có thể đánh chặn từ 70 đến 100% đều nằm trong diện rất đáng nghi vấn. Ác mộng của Zelensky đã thành sự thật. Không có NATO nào cho Ukraine. Có một sự thật đó là Nguyên nhân dẫn đến việc Ukraine phải chịu cảnh điêu tàn như hôm nay chính là do giới lãnh đạo Kiev đã phải tìm mọi cách để thực hiện được nguyện ước gia nhập NATO của mình. Tuy nhiên, sau hơn 22 tháng xung đột, mọi cánh cửa gia nhập NATO của Ukraine gần như đã khép lại. Điều này đã được nghệ sĩ Ukraine là Alexei Goncharenko than thở trên Telegram như sau. Thật không may, sẽ không có NATO cho Ukraine. Hãy quên đi điều đó. Nó sẽ không xảy ra đâu. Tờ Kiev Post đã dẫn lời của ông này nói thêm rằng Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã chỉ thị cho những người đồng cấp châu Âu ngừng thảo luận việc Ukraine gia nhập NATO. Bởi vì những cuộc thảo luận liên quan đến chủ đề này đang khiến cho giới tinh hoa Mỹ khó chịu và họ đã gửi tín hiệu rõ ràng rằng Ukraine sẽ không thể trở thành thành viên của NATO ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, tuyên bố của nghị sĩ Goncharenko không có gì ngạc nhiên nếu như chúng ta xem xét kỹ các chi tiết trong dự thảo của EU đối với Ukraine vào tháng trước Nhìn qua thì thấy như là EU vẫn sát cánh cùng với Kiev đến cùng. Nhưng mà nếu như xét kỹ thì không hẳn là như vậy. Tờ Bloomberg đã liệt kê 8 điểm chính trong đề xuất của EU nhưng lại thiếu đi một cam kết mà Tổng thống Zelensky mong muốn hơn bao giờ hết. Đề xuất này đã không đề cập đến bất kỳ một nghĩa vụ phòng thủ chung hay là đảm bảo an ninh nào cho Ukraine. Sự tuyệt vọng đang bao trùm lên chính quyền Kiev đến mức nghị sĩ Gocharenko đã cáo buộc công khai trên Telegram rằng Biden không phải là một người có hành động quyết đoán vì vậy sẽ không có bước đột phá nào cho Ukraine ở Quốc hội Mỹ. Tôi đang viết về những điều bi quan cho một số người. Tôi hiểu đây không phải là một sự phản bội, đây là sự thật. Thật không may, chúng ta đã sống trong một thế giới tưởng tượng trong một thời gian dài. Có thể nói rằng giới lãnh đạo Ukraine bây giờ mới tỉnh mộng thì đã quá muộn. Nga đã tự vệ thành công trước cuộc chiến ủy nhiệm của NATO. Bên cạnh đó, cuộc phản công mùa hè thất bại đã dẫn đến kết quả là nguồn dự trữ của phương Tây hoàn toàn cạn kiệt. Toàn bộ chiến lược quân sự của NATO phát thảo ra cho Ukraine đã làm họ mất uy tín và quân đội Ukraine gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Kết quả này đã khiến cho Tổng thống Zelensky mất đi nhiều sự ủng hộ chính trị cả trong nước lẫn quốc tế. Vậy hiện giờ ông ấy đang phải đối diện với tỷ lệ tín nhiệm thấp hơn cả tướng Zaluzny và cả đồng minh thân cận của ông trong quốc hội là Arakamia. Điều đáng chú ý là gần đây chính ông Arakamia cũng đã thừa nhận rằng Ukraine gần như đã đạt được hiệp định đình chiến vào tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ bỏ thỏa thuận hòa bình với Nga sau khi nhận được lời hứa hão huyền từ Thủ tướng Anh Boris Johnson lúc bấy giờ rằng phương Tây sẽ đảm bảo hỗ trợ cho Kiev cho tới khi nào Kiev cảm thấy cần thiết. Giờ đây, nghị sĩ Goncharenko đã cay đắng thừa nhận rằng giới lãnh đạo Ukraine đã sống trong một thế giới tưởng tượng một thời gian dài và Tổng thống Zelensky đã bị nhóm chính trị gia phương Tây theo chủ nghĩa toàn cầu rắt mũi. Biến Ukraine trở thành quốc gia ủy nhiệm làm suy yếu của đội Nga. Khi mà mục tiêu này của phương Tây thất bại thì họ không còn quan tâm đến Ukraine nữa. Ước tính có khoảng 300 đến 400.000 binh sĩ Ukraine đã tử trận từ mùa xuân năm 2022 đến nay. Và nếu như xung đột đóng băng mà Ukraine không chính thức được gia nhập NATO thì có thể nói rằng những người lính này đã chết một cách oan uổng theo đúng nghĩa đen. Và chỉ riêng điều này cũng đã đủ để khiến cho công chúng Ukraine phải tức giận và chắc chắn rằng họ sẽ trút giận lên tổng thống Zelensky bất cứ khi nào ông ấy quyết định tổ chức bầu cử. Ác mộng của Tổng thống Zelensky chưa dừng lại ở đó khi mà chủ đề Ukraine gia nhập NATO không những bị chính quyền Biden cấm thảo luận, mà ngay cả các cuộc thảo luận của EU cũng đang bị Hungary ngăn cản. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisien vào hôm 10 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, quá trình Ukraine gia nhập EU đòi hỏi thời gian và Kiev phải đáp ứng mọi điều kiện. Bà ấy nói như sau. Tại hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu vào thứ Năm và thứ Sáu tới, việc bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine để gia nhập EU sẽ được thảo luận, chứ không phải là việc gia nhập. Tất nhiên, việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu chỉ có thể diễn ra sau khi tất cả các điều kiện để trở thành thành viên đã được đáp ứng. Trước đó, thì Thủ tướng Viktor Orbán đã đưa ra đề xuất với Liên minh châu Âu rằng hãy hoãn thảo luận về việc để Ukraine gia nhập EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles vào tuần này. Điều đó cho thấy rằng Việc đưa Ukraine ra thảo luận đã là một vấn đề khó, chứ nói gì đến việc các thành viên EU bỏ phiếu đồng thuận cho Ukraine gia nhập. Điều đáng sợ, Nga bắt đầu phản công thay vì phòng thủ. Chiến trường hôm nay không có nhiều điều thay đổi so với ngày hôm qua. Ngoại trừ giới lãnh đạo quân sự Ukraine phủ nhận tin tức, Marinka đã thất thủ. Tướng Tanovsky viết như sau, tại khu vực Marinka, kẻ thù đang tích lũy lực lượng cho các hoạt động tấn công tiếp theo. Phía Nga tiếp tục lan truyền thông tin và những lời khiêu khích rằng họ đã chiếm được toàn thành phố này. Nhưng mà thực ra, việc bảo vệ Marinka vẫn đang tiếp tục. Tướng Tanapsky cho biết rằng Ukraine vẫn kiên định phòng thủ theo hướng Marinka và Adipka. Tuy nhiên, lại có một sĩ quan thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 72 Ukraine là Nikolai Vorosnov đã xác nhận điều ngược lại. Anh ta nói như sau, Marinka đã thất thủ, Kurakovo cách đó chưa đầy 14 km. Sau Adipka, họ sẽ dồn toàn bộ lực lượng vào một cuộc đột phá theo hướng Kurakovo, Vuleda và chắc chắn nơi đây sẽ diễn ra những đòn tấn công tiếp theo của Nga. Như vậy, trong khi tướng lĩnh Ukraine phủ nhận tin tức, thì các sĩ quan cấp dưới lại xác nhận thành phố đã bị mất, đồng thời cảnh báo hướng tấn công tiếp theo của người Nga. Chúng tôi cũng xin lưu ý là thành phố Kurakovo là trung tâm hậu cần chính của Ukraine cho mặt trận tại Donetsk. Ngay cả kênh Deep State cũng xác nhận rằng Nga đã chiếm được 92% lãnh thổ Marinka. Về phía Nga, họ công bố cảnh quay cho thấy cuộc tấn công vào trung tâm pháo đài Marinka. Kênh Voenko cho biết, sau khi chiếm được Marinka, quân Nga đã tiến thêm tới làng Pobeda, một khu vực rộng tới 5 km và sâu 2 km. Tại Adipka, Deep State cho biết rằng trong 3 ngày qua, Nga đã tấn công ít nhất ở 16 địa điểm và đang tiến vào cửa ngõ của Kolosov và Yasinovsky ở phía đông nam của thành phố. Đồng thời, họ đã chiếm được toàn khu công nghiệp Vasinovas. Nhà máy công nghiệp này nằm ở vùng đất cao hơn so với trung tâm thành phố. Cho nên, việc để mất nó sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến hoạt động phòng thủ của chiến binh Ukraine. Điều đáng nói là trong điều kiện sương mù và tầm nhìn hạn chế, thì phía Nga lại tích cực tấn công. Nó càng cho thấy rằng họ là một trong số ít những đội quân trên thế giới có thể tác chiến hiệu quả trong thời tiết khắc nghiệt. Kênh Avri ghi nhận rằng Nga đã tiến công chọc thủng hàng phòng ngự kiên cố của Ukraine tại Adipka. Pháo binh đã hỗ trợ các bước tiến này, bắn phá trên diện rộng xung quanh khu vực định cửa phía Bắc. Lợi dụng tuyết và sương mù, lực lượng Nga cũng đã tiến về phía Severny và chiếm được một số vị trí quan trọng. Còn tại Bakhmut, Deep State đưa tin, tình hình rất tồi tệ, Adipka còn là ổn định nếu như so với Marinka và Bakhmut. Quân đội Ukraine phải sớm khắc phục những sai lầm trước khi phải trả giá rất đau đớn nếu không muốn nói là quá muộn. Rõ ràng, Bakhmut luôn là cỗ máy xay thịt không ngừng nghỉ và đã tiêu hao nghiêm trọng nhân lực của Ukraine. Cảnh quay ngày hôm nay đã ghi nhận trận đánh trên sườn Bakhmut khi mà lữ đoàn 123 của Nga tiêu diệt bộ binh Ukraine gần Berestovoyce. Ngày hôm nay, các kênh quân sự của cả hai bên đều tập trung đưa tin vào việc Nga đang tấn công ở mặt trận Zaporozhye tại Robotine và đã đạt được các thành công. Trong suốt 6 tháng qua, Ukraine là bên tấn công tại vị trí này, nhưng mà đã không thành công và chịu nhiều tổn thất. Giờ đây, vị thế đã hoán đổi. Khi mà nhiệm vụ phòng thủ chiến thuật kết thúc thì người Nga lại bắt đầu khởi động tấn công và đã đạt được những lợi ích nhờ việc Ukraine bị suy yếu đi rất nhiều. Sập bẫy Robotine, quân đội Ukraine tàn phế Truyền thông Ukraine ngày hôm nay đã tường thuật về tình hình khó khăn tại khu vực Robotine như sau. Thử thách tấn công chính đối với lực lượng phòng vệ năm nay là Robotine và xung quanh vị trí này. Trận chiến giành ngôi làng này lẽ ra chỉ kéo dài vài ngày nhưng đã kéo dài tới hàng tháng trời. Đối với chúng ta và đối với kẻ thù, trận chiến giành làng Robotine đã trở thành một câu chuyện khó khăn và đẫm máu. Có thể nói rằng Robotine là cái bẫy chết người mà Moscow đã dành cho Kiev. NATO và Kiev đều tính toán rằng chỉ cần vài ngày là họ có thể chiếm được ngôi làng này, sau đó sẽ đột phá tới Novo Popovka, rồi dùng nó làm bàn đạp để tiến tới thành phố Tokmak, rồi tới Melitopol, và từ đây sẽ áp sát được ranh giới của Crimea. Vậy mà Ukraine đã mất tới 6 tháng chỉ để loanh quanh tại điểm xuất phát ở Robotine. Thậm chí, họ còn chưa bứt phá được tới tuyến phòng thủ chính đầu tiên của Nga, mà chỉ là mom bên ngoài hàng rào răng rồng ở phòng tuyến nổi tiếng Sorovikin. Và đây là những hình ảnh ghi nhận thực tế thất bại tại Robotine. Nếu như chưa thể vượt qua được các công sự răng rồng này thì chưa thể nói tới việc chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên. Mà Robotine thì cũng chỉ mới là màn dạo đầu mà thôi. Trở ngại chính của Kiev là giữa Robotine và Tokmat có những tuyến phòng thủ vững chắc của người Nga. Thực tế, làng Novo Pokovka ở phía nam của Robotine mới là tuyến phòng thủ đầu tiên. Quân đội Ukraine sẽ phải vượt qua nó rồi mới có thể nghĩ tới việc tấn công Tokmat cách đó hơn 20 km. Rồi từ Tokmat họ mới có thể có cơ hội cắt đứt tuyến tiếp tế chính của Nga chạy qua Melitopol. Trong suốt 6 tháng giao tranh, làng Robotine vẫn luôn nằm trong vùng xám, bất chấp rằng Ukraine đổ rất nhiều nhân lực và trang thiết bị tại đây. Tại nhiều thời điểm, truyền thông phương Tây từng đưa tin rầm rộ rằng Ukraine đã chiếm được ngôi làng này, nhưng mà rồi để kiểm soát được nó thì lại là một câu chuyện khác. Trên thực tế, Robotine chỉ là một ngôi làng nhỏ, hoang phế và hầu như không có người ở khi mà truyền thông phương Tây thi nhau khuếch đại trận chiến giành Robotine như là một thành công lừng lẫy, thì họ đã cố tình không cho công chúng biết sự thật rằng mỗi km vuông lãnh thổ Robotine đều nằm dưới sự theo dõi của một nhóm trinh sát đặc biệt của Nga. Hàng ngày, nhóm này gửi thông tin hướng dẫn pháo bình không quân Nga ná đạn vào các mục tiêu mỗi khi mà Ukraine cố gắng tiến vào ngôi làng. Đây chính là chiến thuật dụ khỉ mà Nga đã áp dụng nhuần nhuyễn tại nhiều nơi trong những tháng gần đây. Rất nhiều cảnh quay tại Robotina cho thấy sự hiệu quả của nhóm trình sát này. Cứ mỗi khi Ukraine điều quân tiếp viện tới, thì phía Nga đều chủ động rút lui khỏi ngôi làng, chờ đợi đối phương tiến vào để tiêu diệt. Không phải là ngẫu nhiên mà Nga đã từng phát hành một video gửi cho binh sĩ Ukraine đang chiến đấu tại Robotine, kèm theo thông điệp nhắn nhủ rằng đây là cơ hội cuối cùng để cho họ đầu hàng hoặc là đối mặt với sự hủy diệt. Video gợi ý cách binh sĩ Ukraine có thể tránh được số phận bi thảm thay vì lao về phía trước và phải nhận lấy cái chết thì họ có thể đầu hàng. Có vẻ như là người Nga cũng không muốn phải tiêu diệt nhiều hơn mức cần thiết khi mà lãnh đạo Kiev vẫn mù quáng đẩy quân tự sát vào cái bẫy này. Ukraina đã mất hàng chục nghìn binh sĩ và hàng nghìn trang thiết bị trong 6 tháng qua chỉ riêng tại Robotyne. Tất cả chín lữ đoàn được NATO trang bị đều bị tổn thất nặng nề. Nga đã nghiền nát và xóa sổ nhiều đơn vị tình nhuệ của đối phương, từ quân đoàn 10 ở tuyến phòng thủ đầu tiên cho đến lữ đoàn 47 và lữ đoàn 82. Kiev không những không tổ chức một trận địa ngang ngửa mà còn yếu kém trong khâu chuẩn bị cho một cuộc tấn công chớp nhoáng. Rõ ràng là họ khó có thể vượt qua được phòng tuyến Robotine và Novo Pokovka để tiến tới thành phố Topmat hay là Melitopol. Chứ đừng nói tới là áp sát bán đảo Crimea theo kế hoạch của Mỹ và NATO. Cần phải lưu ý là sau 3 tháng tấn công bê bết tại Robotine thì vào đầu tháng 9, chính quyền ông Biden đã đưa ra hạn chót là quân Ukraine phải tập trung toàn bộ lực lượng để chiếm bằng được thành phố Topmat trước tháng 11 có như vậy thì Kiev mới có thể nhận được khoản viện trợ thêm từ Mỹ. Còn nếu như thất bại thì Zelensky cần phải hòa đàm với người Nga. Đối với giới lãnh đạo Kiev, cơ hội duy nhất để tiếp tục có được nguồn viện trợ chính là phải tấn công bất chấp hậu quả. Vì vậy lúc đó ông Zelensky đã hùng hồn cam kết rằng Ukraine sẽ lấy lại thành phố Bakhmut và hai thành phố khác. Một trong hai thành phố mà Tổng thống Zelensky ám chỉ đó chính là Tokmat, vốn có vị trí quan trọng chiến lược ở Zaporizhia. Tuy nhiên, do hậu quả từ những việc hứa hẹn phi thực tế với chính quyền Biden và tô vẽ màu hồng với dân chúng Ukraine. Mà giờ đây ông Zelensky đang sập bẫy truyền thông của chính mình. Ông ta hứa rằng sẽ chiếm lại Top mát vào cuối năm 2023, đồng thời đảm bảo với các đối tác phương Tây rằng thời tiết khắc nghiệt cũng sẽ không ngăn cản được bước tiến của quân đội mình. Nhưng mà những lời hứa từ một chính trị gia sẽ không có sức nặng bằng lời nói của một nhà quân sự. Tướng Zaluzny ngay lập tức tuyên bố thẳng thừng rằng trong năm nay, quân đội Ukraine sẽ không thể chiếm được Tokmat. Như vậy, ngay cả khi đã hạ thấp mục tiêu là chỉ giành lại Tokmat chứ không phải là Crimea, thì ông Zelensky cũng không thể làm được điều đó. Hạn chót tháng 11 đã qua và chỉ còn lại chưa đầy nửa tháng nữa là kết thúc năm 2023. Nhưng mà Ukraine vẫn dậm chân tại Robotine. Do đó, kênh Deep State hôm nay đã chua chát thừa nhận rằng đối với chúng ta, trận chiến giành làng Robotine đã trở thành một câu chuyện khó khăn và đẫm máu. Sau 6 tháng phản công, Ukraine không thể khiến cho phòng tuyến Robotine sụp đổ hay là thậm chí đánh lui đối phương trên quy mô lớn giống như là phương Tây từng kỳ vọng. Ngược lại, họ còn phải rút lui và bất lực trước các cuộc tấn công của Nga trong vài ngày qua. Kênh Avi Voenko hôm nay cho biết xe tăng và bộ binh Nga tiếp tục đồng loạt tấn công vào Rabotino và Vebove. Giành được thế chủ động bằng một loạt các cuộc tấn công vào phòng tuyến Kopani, Robotine, Novo Prokopovka, đánh bật binh sĩ Ukraine ra khỏi chiến hào ở phía tây và nam Robotine, Nga tiếp tục tiến về khu vực đông dân cư. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, Nga đã thực hiện 14 cuộc tấn công tại đây. Có thể nói rằng, Robotine chính là cái bẫy chết người của người Nga sau Bắc Mút, khiến cho kẻ thù tự triệt tiêu sức mạnh của mình. Ngay từ khi nổ phát súng đầu tiên tại đây, phía Ukraine đã thất bại, và nguyên nhân thất bại là do cả NATO lẫn Ukraine đã quá tin vào trò chơi chiến tranh mô phỏng của máy tính, đã được đánh giá sai, và họ đã đánh giá sai về thực lực quân đội Nga. NATO Ukraine thất bại là do tin vào phỏng đoán của máy tính. Còn nhớ, trước thời điểm cuộc phản công mùa hè thì truyền thông phương Tây liên tiếp đánh giá quân đội Nga suy yếu, binh sĩ thể huấn luyện nghiệp dư và được cho là chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một cuộc tấn công mới của Ukraine. Ngược lại, truyền thông phương Tây rầm rộ hé lộ các tài liệu do dỉ bí mật từ lầu năm góc cho thấy quân đội Ukraine đã nhận được nhiều thiết bị tối tần của phương Tây, cũng như binh sĩ được huấn luyện tại các căn cứ quân sự NATO. Tất cả những điều này đều hướng tới dự đoán rằng Ukraine sẽ dễ dàng vượt qua tuyến phòng thủ của người Nga. Tuy nhiên, các dữ liệu thực tế lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Vào cuối năm 2022, ngoại trừ việc Nga rút lui chiến thuật tại Kherson, quân đội Ukraine không đạt được bất kỳ một lợi ích nào và đã kiệt sức phải huy động tới lực lượng dự bị tới hai lần. Nga đã phá hủy phần lớn các trang thiết bị ban đầu của Kiev và sau đó là các thiết bị do Liên Xô sản xuất được các quốc gia bàn tích viện trợ. Quan trọng hơn, Nga đã tiêu diệt và làm bị thương nhiều sĩ quan chỉ huy nòng cốt của Ukraine. Nhóm sĩ quan được thay thế không có đủ kiến thức và kinh nghiệm cần thiết. Trong khi đó, binh lực tiếp tục hao tổn vì nỗ lực tấn công dọc theo chiều dài chiến tuyến. Còn quân Nga đã trở nên mạnh mẽ hơn so với thời kỳ ban đầu, bởi vì đã huy động thêm được 300.000 binh sĩ vào tháng 9 năm 2022 hầu hết họ đều là lính hợp đồng đã từng tham gia quân ngũ. Họ được đào tạo chuyên nghiệp và khác hẳn với nguồn lực nghèo nàn của Kiev. Đồng thời, Moscow còn tranh thủ xây dựng được các công trình phòng thủ kiên cố trong thời gian đó. Cho tới mùa xuân năm 2023 thì quân đội Kiev đã yếu hơn nhiều so với thời điểm bắt đầu chiến tranh. Tuy nhiên, giới lãnh đạo NATO và Kiev không thừa nhận sự thật này. Họ còn đưa ra một mô hình dự đoán của máy tính có tên là Cora để lên kế hoạch cho cuộc phản công của Ukraine. Cora là một hệ thống chiến tranh tổng hợp tiên tiến dựa trên mô phỏng của máy tính do quân đội Đức phát triển để hỗ trợ phân tích và thử nghiệm các tình huống chiến đấu thực tế cho các sĩ quan quân đội. Với sự hỗ trợ của hệ thống Cora này, theo The Washington Post, các sĩ quan của Lữ đoàn 47 Ukraine đã lên kế hoạch cho các phương án tấn công, sau đó để cho hệ thống Cora phân tích cách mà người Nga sẽ đáp trả, những nơi có thể đột phá và những nơi sẽ phải chịu nhiều tổn thất. Mô phỏng của hệ thống Korai cho phép các sĩ quan Ukraine dự đoán được kết quả chiến trường và xác định trục tiến công lý tưởng có khả năng chọc thủng được phòng tuyến của người Nga. Có lẽ là do quá tin vào dự đoán của máy tính mà lãnh đạo NATO và Kiev đã nghĩ rằng họ thực sự có thể giành được chiến thắng. Tuy nhiên, họ quên mất một điều. Lỗi không phải do máy tính mà là do NATO đã ước tính sai về sức mạnh chiến đấu của mỗi bên và các dữ kiện đầu vào đã không chính xác thì đương nhiên dự đoán đầu ra cũng cho kết quả sai lệch. Và kết quả thực chiến thì đã rõ, cuộc phản công của Ukraine thất bại hoàn toàn. Hiện thì chính quyền ông Biden đang cử tướng Antonio Augusto tới Kiev để cùng với giới lãnh đạo quân sự Ukraine xây dựng chiến lược mới cho nước này. Theo đó, Ukraine sẽ tập trung vào việc phòng thủ, giữ vững những lãnh thổ còn lại và tăng cường khả năng sản xuất vũ khí vào năm 2024. Chính quyền ông Biden tin rằng chiến lược này sẽ cải thiện sức mạnh đáng kể cho Kiev, khiến cho Moscow phải dè chừng và buộc phải ngồi vào bàn đàm phán vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Nhưng mà liệu lần này thì chính quyền ông Biden có tiếp tục tính toán sai lầm hay không? Và liệu Nga có thể để yên cho Ukraine xây dựng các tuyến phòng thủ vững chắc hay không? Rõ ràng rằng Kiev đang thiếu đi đạn pháo trầm trọng và họ cũng không có đủ quân để chấn giữ mọi chiến tuyến. Hôm nay, quỹ đạo chiến tranh mà Ukraine thực hiện theo hướng dẫn của NATO vẫn chưa có gì thay đổi. Nước này đang thua thảm hại, trong khi quan chức thì ra sức tuyên truyền là thắng lợi. Ngay cả ở cách xa tiền tuyến, thì vẫn có những tiếng nổ lớn khiến cho người dân ở trung tâm thủ đô Kiev phải rời khỏi giường vào khoảng 3 giờ sáng. Giáng sáng nay, Nga đã tấn công khu vực Kiev bằng tên lửa hành trình Iskander. Phía Ukraine cho biết, mục tiêu của Nga nhắm vào là các cơ sở hạ tầng nhà máy nhiệt điện tại đây. Đồng thời nhấn mạnh rằng họ đã bắn hạ 10 trên 10 tên lửa đạn đạo của Nga. Cũng trong đêm qua, Nga đã không kích mạnh mẽ vào các cảng gần biên giới Romania. Báo động đã vang lên trong suốt 4 đến 5 tiếng tại Odessa. Một bầy UAV đã tấn công các mục tiêu trong khu vực cảng Reny, Izmail và Chilia. Như thông lệ, phía Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn rơi hầu hết bầy UAV này. Dù cho tuyên bố là như vậy nhưng mà trên thực tế, hệ thống phòng không mà Kiev được phương Tây cung cấp giống như là pháo binh lúc này đều đang cạn kiệt. Lấy đâu ra nhiều tên lửa để Ukraine có thể triệt phá thành công 100% tên lửa và UAV của Nga đây? Màn trình diễn tệ hại của Tổng thống Biden và Zelensky Cả Tổng thống Biden và ông Zelensky đều hy vọng về chuyến công du khẩn cấp của nhà lãnh đạo Ukraine đến đổi Capitol vào hôm 12 tháng 12 sẽ thay đổi được suy nghĩ của các thành viên Đảng Cộng Hòa vào phút chót để cho họ tiến hành một cuộc bỏ phiếu ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, hy vọng này đã tan thành mây khói khi mà các nguồn tin cho biết cơ hội bỏ phiếu trong năm nay là gần như không có. Do đó, ông Biden hiểu rằng gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la cho Ukraine ít nhất là phải đợi tới tháng 2 hoặc thậm chí là muộn hơn. Vì vậy, mới đây ông ấy tuyên bố đã cung cấp khẩn cấp 200 triệu đô la cho Kiev. Lưu ý là khoản viện trợ này được lấy từ cơ quan rút vốn của Tổng thống, PDA, cho phép ông Biden chuyển vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Có điều, 200 triệu USD là mũi đốt inox. Nó chỉ có thể mua được một lượng đạn dược khiêm tốn đủ để xài trong vài tuần hoặc thậm chí là ít hơn. Chẳng hạn như là một tên lửa HIMARS thì nó có giá khoảng 150.000 đô la. Có điều, 200 triệu USD chỉ là mỗi đốt inox, chỉ có thể mua được một lượng đạn dược khiêm tốn đủ để xài trong vài tuần hoặc thậm chí là ít hơn. Chẳng hạn, một tên lửa HIMARS có giá khoảng 150.000 đô la và với 200 triệu USD chỉ có thể mua được khoảng hơn 1.000 tên lửa như vậy. Số tiền này cũng chỉ đủ để vòn vẹn cho hai ngày vận hành cỗ máy chiến tranh của Kiev. Tuy nhiên, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã phê duyệt gói 900 triệu USD mới cho Ukraine, nhưng mà đây là các khoản vay để trang trải cho chi tiêu xã hội như là cho lương công chức chẳng hạn, thay vì là dùng để mua vũ khí. Và với mức thâm hụt ngân sách khổng lồ là 43 tỷ USD cho năm 2024. Ukraine sẽ chi trả như thế nào nếu như nguồn tài trợ của Mỹ cạn kiệt vào năm 2024? Do đó, chính quyền Zelensky ngoài việc bán tháo các tài sản chiến lược quốc gia như là đất đai, mỏ khoáng sản cho các ông chủ tập đoàn theo chủ nghĩa toàn cầu thì họ bắt đầu phải dự kiến tăng thuế cho người dân. Tập trung vào những dịch vụ cơ bản như là giá điện sẽ tăng lên 40%, giá khí đốt tăng lên 70%. Nếu như quốc hội Mỹ vẫn thắt chặt giải ngân khoản tiền là 61 tỷ đô la, thì Kiev sẽ phải bán bớt lượng vàng dự trữ của mình và gia tăng in tiền. Chắc chắn điều này sẽ gây ra siêu lạm phát. Đây chính là thời điểm u tối nhất của Ukraine. Trong bối cảnh này, Tổng thống Zelensky và tránh văn phòng Andriy Yermak vừa có một cuộc gặp với những con kền kền theo chủ nghĩa toàn cầu hàng đầu như là IMF, quỹ BlackRock và quỹ xã hội mở để bắt đầu đàm phán bán bớt tài sản của Ukraine nhằm kiếm thêm chút tiền để bù đắp cho ngân sách hàng năm đang bị thâm hụt nghiêm trọng. Cuộc họp tại Kiev vào ngày 9 tháng 12 giữa Tổng thống Zelensky với Alex Soros, Chủ tịch Quỹ xã hội mở và cuộc họp vào ngày 11 tháng 12 với IMF đã diễn ra. Nói trùng hợp với tin nội bộ của Ukraine vào hôm 11 tháng 12 cho biết rằng Chuyến sang Mỹ của Tổng thống Zelensky lần này là để chốt lại các thương vụ với BlackRock. Rằng tất cả các doanh nghiệp chiến lược của quốc gia bao gồm nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện, các mỏ năng lượng, tập đoàn năng lượng, nhà máy sản xuất khí đốt và quan trọng nhất là các mỏ tài nguyên dưới lòng đất sẽ được nhượng lại cho một tập đoàn xuyên quốc gia phương Tây. Theo Fox News, kể từ khi tiếp quản đế chế từ cha, Alex Soros đã làm việc trực tiếp với các nhà lãnh đạo Mỹ và thế giới. Ông ta cũng được tiếp cận rộng rãi về Nhà Trắng của Biden và dường như đang suy trì được một đường dây liên lạc trực tiếp với Tổng thống. Alex cũng đã đến thăm Nhà Trắng hơn 17 lần kể từ năm 2021. Trong khi đó, Joe Biden được cho là một chính trị gia phục vụ đắc lực cho giới tình hòa cánh tả. Hiện thì ông này rất cần một chiến thắng nhỏ tại Ukraine hoặc phải nhanh chóng đóng băng cuộc xung đột để khiến cho công chúng Mỹ quên đi vụ làm ăn mờ ám của gia đình ông tại Trung Quốc và Ukraine. Theo giờ Việt Nam, vào sáng nay, Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép điều tra luận tội Biden. Điều này sẽ lại mang cho Đảng Cộng Hòa một lợi thế trước tòa khi họ đang tìm kiếm các tài liệu và triệu tập lời khai của các nhân chứng, bao gồm cả Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ. Ngày hôm qua, thì Hunter Biden đã từ chối tham gia phiên điều trần kín của Hạ viện để trả lời các câu hỏi về giao dịch kinh doanh của cha con ông. Thay vì xuất hiện tại Hạ viện, Hunter Biden đã có một cuộc họp báo bên ngoài tại nhà cơ hội và tuyên bố như sau hãy để tôi nói rõ ràng nhất có thể. Cha tôi không liên quan tài chính vào công việc kinh doanh của tôi, không phải là thành viên hội đồng quản trị của công ty năng lượng Ukraine Burisma, không liên quan đến mối quan hệ đối tác của tôi và một doanh nhân Trung Quốc, không liên quan đến các khoản đầu tư của tôi trong nước cũng như ở nước ngoài. Vậy thì liệu những lời tuyên bố này có chính xác hay không? Sắp tới Hạ viện sẽ được quyền tiếp cận để điều tra Tổng thống. Vụ việc đang được cả thế giới, đặc biệt là tại Ukraine và EU, theo dõi chặt chẽ. Bởi vì đơn giản, nếu chính thức bị buộc tội, Tổng thống Biden sẽ tụt hậu so với Donald Trump trong cuộc tranh cử 2024. Và nếu như Donald Trump đắc cử, thì ban cơ quân sự, ban cờ địa chính trị thế giới sẽ mở ra theo một hướng khác. Lúc ấy, Ukraine sẽ khép lại và câu chuyện về Trung Quốc sẽ quay trở lại tầm ngắm. Ukraine liềng xưởng khắp tiền tuyến. Quân đội Nga tiếp tục tấn công trên toàn mặt trận. Theo hướng Bắc Mút, các cuộc tấn công của Nga đang được tiến hành ở phía Bắc và Tây thành phố, Kênh quân sự Ukraine Deep State thừa nhận rằng, tại phía tây Bắc Mút, người Nga đã thành công một phần khi chiếm được một trong những vị trí điểm cao giữa Bắc Mút và Ivanovsky, trong một khu vực rộng tới 1,81 km và có độ sâu 440 m. Người Nga đã tiến về làng Boganovka, khép chặt vòng vây ngôi làng ở hai bên sườn và pháo kích mạnh mẽ để tiêu diệt binh sĩ Ukraine còn cố thủ tại đó. Nga cũng chiếm được một trong những điểm cao gần với Kromov và tình hình nhìn chung là xấu đi, trông thấy và tình hình nhìn chung là xấu đi trông thấy khi mà quân đội Ukraine đang phải chuyển sang thế phòng thủ. Việc Nga chiếm giữ một phần vị trí điểm cao chiến lược ở phía tây ngôi làng này đã giúp cho họ khá nhiều trong việc dễ dàng tiêu diệt lực lượng đối phương. Còn tại hướng Adipka, Ukraine thừa nhận tình hình tiếp tục xấu đi khi quân Nga đã tiến vào khu vực Peomayoski ở phía tây nam của thành phố. Đoạn video cho thấy Nga đã pháo kích ồ ạt vào các vị trí đối phương trong ngôi làng này. Cũng như vậy, Việc bảo vệ nút giao thông Jasinovsky ở phía nam của Adivka từ lâu đã được Ukraine coi là một trong những chìa khóa dẫn đến việc giành lại Donetsk trong tương lai. Lưu ý là Ukraine đã nỗ lực để cố thủ tại khu công nghiệp tại Jasinovsky, nhưng bất thành. Đây được coi là một thành trì hùng mạnh với nhiều công sự đa cấp, và hiện thì Ukraine đã mất quyền kiểm soát nó cùng với nhà ga Jasinovsky-2. Bức ảnh này cho thấy khu vực công nghiệp này đã bị người Nga phá hủy nặng nề. Hôm nay, Nga cũng đã đạt được những bước tiến mới ở Marinka khi giáo giết tiêu diệt các binh sĩ Ukraine còn ẩn náu trong các thành trì cuối cùng ở ngoại ô phía tây khu vực này và tiến tới kiểm soát hoàn toàn thành phố. Giờ, chúng ta hãy cùng đến với địa ngục tại tả ngạn sông Dnipro. Ngày hôm qua, chúng tôi đã trích dẫn những nhận định cay đắng của truyền thông Ukraine, đó là tờ Damkaya tố cáo rằng Kiev buộc binh sĩ của mình phải hy sinh vô ích để chấn giữ các đầu cầu ở tả ngạn con sông này. Cuộc chiến vùng nghĩa này đã bắt đầu vào cuối tháng 10 khi mà Kiev ra lệnh cho binh sĩ của mình vượt sông sang tả ngạn do phía Nga chấn giữ. Hàng chục binh sĩ đã vượt qua sông phía bắc Kherson bằng xuồng cao su mỗi ngày hướng tới làng Krinky. Về ban đêm, quân đội Ukraine cũng tiếp tục cử các đội thuyền nhỏ lặng lẽ chở lực lượng tiếp viện và nhu yếu phẩm sang tả ngạn của con sông và sơ tán thương bình. Có điều là phía Nga đã truy đuổi tàn quân Ukraine bằng pháo binh, UAV và bom lượn hết đoàn thuyền này đến đoàn thuyền khác đã bị phá hủy trong nỗ lực vượt sông. Trong bản tóm tắt hoạt động vào tuần trước thì Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 3 chiếc thuyền như vậy mỗi ngày trong hơn 60 ngày qua. Những gì đang diễn ra tại đây giống hệt như là cách mà Kiev đang áp dụng ở Bắc Bút với sự lãng phí binh lính khủng khiếp chỉ để đạt được các lợi ích tuyên truyền ngắn ngủi. Điện Kremlin sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được những tổn thất vô nghĩa như vậy. Tổng thống Zelensky đã biến binh sĩ của mình trở thành những bia đỡ đạn để vũ khí Nga mặc sức tàn phá mà ông ta chưa phải chịu trách nhiệm gì trước người dân của mình. Ukraine cần một lực lượng vũ khí và nhân lực đủ lớn để chọc thủng được phòng tuyến của Nga. Nhưng mà đáng tiếc là vũ khí và đạn dược cùng với nguồn nhân lực hầu như đã cạn kiệt. Giờ đây, họ đang quay về phòng thủ và gấp rút đào hào để đối phó với các cuộc tấn công dự kiến của Nga vào mùa đông. Liệu rằng Ukraine có đủ thời gian hay không? Và liệu phòng tuyến của Ukraine vốn được ví von là phòng tuyến Zaluzny có điều gì đó khác biệt hơn so với phòng tuyến Surovikin nổi tiếng của người Nga hay không? Quá muộn cho phòng tuyến Zaluzny Sau khi lãng phí hàng chục nghìn binh sĩ trong những trận chiến vô vọng, Tổng thống Zelensky cuối cùng đã kêu gọi quân đội phải nhanh chóng xây dựng các tuyến phòng thủ bởi vì họ lo ngại Nga có thể chiếm thêm lãnh thổ. Hiện tại, việc xây dựng đang được tiến hành ở Zaporozhye theo hướng Kubiansky, cũng như là dọc theo biên giới phía Bắc đã có những bức ảnh ở vùng sami cho thấy các chiến hào được đào bằng thiết bị hạng nặng và các hầm hào được lắp ráp từ các tấm bê tông cốt thép các chuyên gia từ lâu đã khuyên kiev rằng nên quan tâm đến các tuyến phòng thủ của mình nhưng mà tổng thống zelensky lại phớt lờ và chỉ tập trung vào tấn công kết quả thời điểm thuận lợi nhất để chuẩn bị phòng thủ đã bị bỏ qua hiện tại khi mà thời tiết không thuận lợi cho việc đào hầm thì tổng thống zelensky mới gấp rút chỉ đạo làm điều đó Giờ thì chúng ta hãy cùng đi sâu phân tích kế hoạch phòng thủ của Kiev và so sánh kế hoạch phòng thủ này với Nga để xem chúng khác nhau như thế nào. Còn nhớ trong bài phát biểu trước toàn dân vào đêm 1 tháng 12, Tổng thống Zelensky hứa rằng sẽ xây dựng các công sự phòng thủ dọc theo toàn bộ chiến tuyến và tới tận biên giới Belarus. Có nghĩa là Zelensky muốn xây dựng theo chiều sâu từ Donetsk đến tận miền Tây Ukraine. Trước hết là ở mặt trận Adipka, Marinka, Bakhmut, Zaporizhia và Kherson cũng như là dọc theo trục Kubianski, Liman và dọc biên giới Belarus. Đồng nghĩa với việc là ông ta muốn có các công sự thật là hoành tráng, bao gồm chiến hào, hầm trú ẩn, bãi mìn và bẫy răng rồng, lấp đầy toàn bộ lãnh thổ còn lại. Nó sẽ bắt đầu từ tuyến phòng thủ sát sông đường Nipper ở vùng Zaporozhye, kéo dài lên tới tận biên giới phía Bắc ở Belarus. Như vậy là chúng ta có thể thấy tham vọng của Tổng thống Zelensky là xây dựng hệ thống phòng thủ vòng cung khổng lồ dài tới 1 km. Và để xây dựng được một thứ như vậy vào lúc này, với Ukraine mà nói thì là quá sức. Không chỉ cần có bãi mìn, gơ chống tăng mà còn phải bố trí được các điểm đặt pháo binh tầm xa, dọc theo vòng cung Chỉ trong khoảng thời gian ngắn là tầm 4 tháng trước khi Moscow có định tấn công mạnh hơn. Không rõ có phải do phòng tuyến Surovikin nổi tiếng của Nga đã để lại dấu ấn khó phai trong ký ức của Tổng thống Ukraine hay không. Nhưng có lẽ Tổng thống quên mất rằng, người Nga đã xây dựng 3 phòng tuyến và một trong số đó là phòng tuyến Surovikin chỉ dài có 120 km ở mặt trận miền Nam Zaporizhzhia và một phòng tuyến ở miền Đông cũng chỉ dài khoảng 200 km, khác xa so với phòng tuyến đầy tham vọng dài tới 1.000 km của Ukraine. Một điều đáng chú ý nữa là cả hai phòng tuyến này của Nga đều được xây dựng từ 6 tháng trở lên. Phòng tuyến Surovikin là một tập hợp của các công sự phức tạp ở hướng Nam Zaporizhzhia. Tướng Sorokin đã xây dựng công sự này ngay sau khi Ukraine mở các cuộc tấn công tại Kharkov vào tháng 9 năm 2022. Cũng vậy, vào tháng 10 năm 2022, ông chủ tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ ở miền đông, mục đích là ngăn chặn quân đội Ukraine tiến về khu vực Kupiansk, nơi đã được sát nhập vào Nga vào tháng 9 năm ngoái. Nhưng mà theo truyền thông phương Tây, thì việc xây dựng hệ thống phòng thủ có quy mô lớn được người Nga bắt tay xây dựng thực chất là vào khoảng tháng 10 và tháng 11 năm 2022. Lúc đó, Nga đã rút khỏi Kherson và hữu ngạn vùng Dnipro. Người Nga đã sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để củng cố một khu vực mặt trận dài tới 120 km tại đây trong suốt nửa năm. Ngoài hai phòng tuyến trên, Nga còn xây dựng các hệ thống phòng thủ nhằm chặn đường tiến của Ukraine tới biển Azov và Crimea. Chúng ta có thể tìm hiểu quy mô của hệ thống này thông qua mô tả của tờ Washington Post. Khi mà chỉ trong vài tuần, Nga đã xây dựng được hàng km công sự gần thị trấn Vitono trên bờ biển phía tây của Crimea. Người Nga đã sử dụng máy đào công suất lớn BTM-3 có từ thời Liên Xô. Vào những năm 1980 thì người Mỹ đã phải từng ngạc nhiên về nó. Tại thời điểm đó, Mỹ hay là châu Âu hay là cả Nhật Bản cũng không có bất kỳ một loại máy móc nào có công suất lớn đến như vậy. Hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy các chướng ngại vật đã được đặt dọc theo các tuyến đường quan trọng nối Crimea với đất liền Ukraine, bao gồm hệ thống chiến hào, bẫy xe tăng và răng rồng. Chỉ cần nhìn phòng tuyến này thôi thì chúng ta cũng có thể lý giải vì sao trong suốt 6 tháng qua quân đội Ukraine không thể làm gì được phòng tuyến Suroikin tại Zaporozhye. Như vậy, nếu như tính tới thời điểm mà Ukraine bắt đầu phản công mùa hè vào ngày 4 tháng 6 vừa qua thì người Nga đã có tận đến 7 tháng để xây dựng 3 tuyến phòng thủ với chiều sâu lên tới 60 km. Liệu kẻ thù của họ có đủ nguồn lực và thời gian để làm những điều tương tự chỉ trong 2 hoặc 3 tháng hay không? Chưa kể đến, đó là Moscow có thể quấy phá tối đa trong quá trình Kiev xây dựng. Chẳng hạn, người Nga sẽ ưu tiên phá hủy các nhà máy sản xuất bê tông, cốt thép, các xưởng sửa chữa xe tăng, sân bay và các địa điểm cung cấp nhân lực tạm thời, cũng như tấn công vào các trạm biến áp điện. Không có điện thì ngành công nghiệp và đường sắt sẽ phải ngừng hoạt động. Mọi công đoạn sản xuất và vận chuyển thiết bị để xây dựng phòng tuyến Zaluzhny sẽ bị ngừng trệ. Có thể nói rằng Ukraine khó mà có thể để tạo ra được một phòng tuyến tương tự như là phòng tuyến huyền thoại Surovikin. Theo chuyên gia quân sự Yuri Knutov, thì thời điểm này Kiev không có đủ nguồn lực và ngay cả khi đủ sức thì cũng phải đợi đến hết mùa xuân năm sau họ mới có thể xây dựng xong. Nhưng mà chỉ xây dựng phòng tuyến thôi thì cũng là chưa đủ. Ukraine còn cần phải có khả năng bảo vệ chúng, đặc biệt là khi phía Nga đã thâm nhập sâu vào phòng tuyến. Ukraine phải có đủ đạn pháo để yểm trợ nhằm trụ vững cũng như có lực lượng dự bị để điều động bổ sung. Rõ ràng là việc Tổng thống Zelensky chuyển sang thế phòng thủ đồng nghĩa là chính quyền của ông muốn kéo dài chiến tranh và gia tăng tổn thất cho người nga. Do đó, giới quan sát cũng nhận định rằng nga sẽ ưu tiên phá hủy các tuyến công sự này. Tuy nhiên, ngay cả với tham vọng thiết lập một phòng tuyến huyền thoại để kéo dài chiến tranh thay vì kết thúc xung đột, Tổng thống Zelensky dường như cũng không có đủ sự ủng hộ cần thiết. Dân chúng Ukraine đã tỉnh mộng bất chấp Kyiv tô vẽ tình hình lạc quan. Ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky, tờ Financial Times đã dội một gáo nước lạnh lên Kiev khi đã có bài viết với tiêu đề Người Ukraine bắt đầu hỏi về những bài phát biểu màu hồng của Volodymyr Zelensky. Bài báo này đã trích dẫn lời của các cố vấn cũ và hiện tại của Tổng thống Zelensky khi công khai tuyên bố rằng các, các thông điệp của Tổng thống Zelensky thiếu đi tính thực tế và làm sói mòn lòng tin của người Ukraine bài báo là ví dụ mới nhất trong hàng loạt các báo cáo của truyền thông phương Tây, cho thấy rằng Tổng thống Zelensky đã hết thời. Theo nguồn tin của Financial Times, thì những tuyên bố không đúng thực tế của Tổng thống Zelensky đã tạo ra những dạng nứt giữa văn phòng Tổng thống và giới lãnh đạo quân sự, đồng thời không thuyết phục được người dân và các đối tác phương Tây. Trong hơn 650 ngày liên tiếp, Tổng thống Zelensky ít nhất có một bài phát biểu mỗi ngày qua video trước quốc dân ca ngợi quân đội của mình ăn mừng những bước tiến dọc theo chiến tuyến để tái khẳng định quyết tâm đối diện với người Nga. Thông điệp của ông luôn là chúng tôi đang tiến về phía trước với mục đích duy trì sự lạc quan trong và ngoài nước. Chính sách này được áp dụng ở tất cả các cấp độ, từ các bộ, chính quyền địa phương cho đến chỉ huy quân sự và kiểm duyệt chặt chẽ các tin tức tiêu cực như là số thương vong của Ukraine hay là các cuộc tấn công thành công của Nga. Tuy nhiên, với việc Ukraine đang giành được ít thành tựu quân sự trong năm nay và sự ủng hộ suy giảm của các nước phương Tây, thì chiến lược truyền thông này đang tạo ra dạn nứt giữa chính quyền tổng thống và giới lãnh đạo quân sự. Irina Zolota là cố vấn của người đứng đầu truyền thông của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renyskov cho biết rằng chiến lược lạc quan ban đầu đã có hiệu quả. Nó giúp cho người Ukraine tin tưởng vào khả năng chống lại người Nga. Nhưng mà bây giờ đây, nó đã tạo ra một câu chuyện khó hiểu. Trong đó, những kỳ vọng đã bị cường điệu hóa quá mức và không tương ứng với tình hình thực tế. Để xã hội không xây dựng những lâu đài lơ lửng trên không và cởi bỏ cặp kính màu hồng, thì Ukraine cần không sợ hãi để nói ra sự thật. Như vậy thì có thể thấy, với chiến lược tô vẽ tình hình khác ra với thực tế của Tổng thống Zelensky, theo các quan chức Ukraine, điều này đã khiến cho phương Tây đặt câu hỏi. Tại sao họ cần phải viện trợ thêm tiền nếu như Ukraine luôn sắp chiến thắng? Chưa hết, The Financial Times còn tấn công vào chủ đề nhạy cảm nhất đối với tổng thống Zelensky, đó chính là Bakhmut. Ông ta luôn đặt những cái tên rất kêu cho thành phố này như là Pháo đài Bakhmut hay là Bakhmut bất khả chiến bại. Thế rồi cuối cùng thì thành trì này lại rơi vào tay người Nga. Tờ này cho biết cho đến nay tổng thống Zelensky vẫn từ chối chính thức thừa nhận thất bại và đang tìm mọi cách để che đậy sự thật. Bài báo này đã kết thúc bằng lời khuyên của giám đốc viện thông tin đại chúng Ukraine, Osana Romaniak khi bà này khẳng định rằng người dân Ukraine vẫn tìm ra tin tức sự thật về cuộc chiến thông qua mạng xã hội và truyền miệng, bất chấp sự kiểm duyệt của chính quyền Kiev. Giám đốc Viện Thông tin Đại chúng Ukraine khuyên rằng, dù người Ukraine thích nghe những tin tức tích cực, nhưng cũng không nên sống thiếu thực tế. Như vậy có thể thấy, dư luận trong nước và ngay cả truyền thông phương Tây cũng đang quay lưng lại với Tổng thống Zelensky. Tất cả đều bắt nguồn từ việc ông này đã từ chối thừa nhận thực tế chiến trường dối trá che đậy và không muốn giảm leo thang để hướng tới một thỏa thuận hòa bình với Nga. Ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã có mặt ở thủ đô Buenos Aires, nơi mà ông đã tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống cánh hữu Argentina là Javier Miller. Ông này cũng đã có một cuộc trao đổi ngắn nhưng mà có vẻ là khá gay gắt với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người hiện đang ngăn chặn các gói tài chính hỗ trợ của EU dành cho Ukraine. Tuy nhiên, trước khi bay trở lại Kiev, Tổng thống Zelensky đã được mời xuất hiện ở Washington DC vào hôm 12 tháng 12. Bề ngoài là để chính quyền Tổng thống Biden một lần nữa nhấn mạnh cam kết hỗ trợ người dân Ukraine trước các cuộc tấn công của người Nga, đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Zelensky với lãnh đạo lưỡng viện về khoản viện trợ hiện đang bị Quốc hội Mỹ trì hoãn. Đằng sau hậu trường, như nguồn tin nội bộ của Ukraine tiết lộ, Tổng thống Biden sẽ gia tăng áp lực trực tiếp đối với ông Zelensky để thúc đẩy ông này phải tiến tới đàm phán với Nga nhằm đóng băng xung đột vào mùa xuân năm sau. Hay nói cách khác, nếu như Tổng thống Zelensky ương ngạnh, thì phương Tây sẽ cắt tài trợ và thay thế ông bằng tướng Zaluzny. Thêm nữa, cũng theo nguồn tin của Ukraine cho biết, chuyến sang Mỹ của Tổng thống Zelensky lần này là để chốt lại các thương vụ với BlackRock, rằng tất cả các doanh nghiệp chiến lược của quốc gia, bao gồm nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện, các mỏ năng lượng, tập đoàn năng lượng, nhà máy sản xuất khí đốt và quan trọng nhất là các mỏ tài nguyên dưới lòng đất, sẽ được nhượng lại cho một tập đoàn xuyên quốc gia. Điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Zelensky sẽ phải đóng băng ngay lập tức xung đột, không được phép để mất thêm lãnh thổ Ukraine nữa. Nói chính xác hơn là tài sản của các ông chủ theo chủ nghĩa toàn cầu sẽ không được mất thêm vào tay Nga nữa. Có thể nói, áp lực đang bùa vây Tổng thống Zelensky từ tứ phía. Chưa hết, ông ấy đang còn phải nhận một cái kết cay đắng trong chuyến công du nước ngoài của mình. Ngoại giao lỗ bịch, cú và điếng người dành cho Zelensky Truyền thông Brazil là tờ O Globo hé lộ, trong khi đang trên đường bay tới Argentina và quá cảnh 2 giờ ở sân bay Brazil để tiếp liệu cho máy bay, thì Tổng thống Zelensky bỗng nhiên nổi hứng đề nghị có một cuộc gặp khẩn cấp với Tổng thống Brazil Lula da Silva, nhưng mà đã bị ông này từ chối. Theo nguồn tin thì nhà lãnh đạo Brazil không đồng ý với cuộc gặp bởi vì yêu cầu của Tổng thống Zelensky được đưa ra vào phút chót Tổng thống Lula và đại diện bộ ngoại giao Brazil viện cớ từ chối vì đang bận tham dự hội nghị tại Rio de Janeiro. Ngoài ra, thời điểm diễn ra cuộc gặp và hoàn cảnh được coi là rất bất thường. Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết, một cuộc gặp như thế này tại một căn cứ không quân mà không có sự chuẩn bị và không được báo trước là rất hiếm khi xảy ra. Có thể nói rằng tổng thống Zelensky đã quen với sự chú ý và được ngưỡng mộ trên toàn thế giới kể từ khi xung đột nổ ra gần 2 năm về trước. Lúc đó, Ông ta được phương Tây nồng nhiệt đón tiếp, liên tiếp xuất hiện tại các liên hoan phim, tòa nhà quốc hội và các diễn đàn phương Tây, cả trực tiếp lẫn thông qua cầu truyền hình. Sự xuất hiện dày đặc của ông đến mức tổng thống Brazil là Lula da Silva khi đó đang còn là ứng cử viên tổng thống đã trả lời tạp chí Times như sau: "Anh chàng này chịu trách nhiệm về cuộc chiến cũng giống như là Putin, bởi vì trong chiến tranh không chỉ có mỗi một người có tội." Hành vi của anh ta là hơi kỳ lạ, anh ta có mặt trên truyền hình vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối anh ta đã xuất hiện ở Quốc hội Anh, Quốc hội Đức, Quốc hội Pháp, Quốc hội Ý. Như thể là anh ta đang tiến hành một chiến dịch chính trị. Anh ấy tốt nhất là nên có mặt tại bàn đàm phán. Nếu như anh ta không muốn chiến tranh thì anh ta đã thương lượng nhiều hơn một chút. Truyền thông đang khuyến khích anh chàng này tưởng mình là quả anh đào trên chiếc bánh gato. Có một điều đáng chú ý là vào năm 2022, các chuyến đi vòng quanh thế giới của Tổng thống Zelensky đã trở thành thông lệ. Ông ta được chào đón nồng nhiệt ở Nhà Trắng và trên đại lộ Tranh Elysee ở quảng trường Berlin và Rome, tại thủ đô London và Bruxelles. Tuy nhiên, vào năm 2023, phương Tây đã thay lòng đổi dạng. Trong bối cảnh sự ủng hộ của các nước Tây Âu dành cho dự án chiến tranh của Ukraine giảm sút cả trong lĩnh vực truyền thông lẫn quân sự và tài chính, thì giờ đây, trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Zelensky cũng đang bị thua lỗ nặng nề. Marinka đã thất thủ. Chiến trường hôm nay đã có nhiều tin tức thắng lợi cho Nga. Tướng Ukraine Alexander Tanasky, chịu trách nhiệm phòng thủ ở phía đông nam từ Adipka đến Zaporozhye, đã tuyên bố rằng Nga tấn công trên toàn bộ chiến tuyến. Trước đó, thì tướng Alexander Sinsky, tư lệnh chỉ huy lực lượng mặt đất chịu trách nhiệm từ mặt trận Kupiansk đến Bakhmut, cũng đã tuyên bố như vậy. Theo tướng Tarnavsky, quân đội Nga đã tấn công theo hướng Adipska và Marinka trong suốt hai ngày qua. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận rằng quân đội nước này đã đánh mất thế chủ động. Ngày hôm qua, Cảnh Deep State của Ukraine đã tóm tắt ngắn gọn thành công của Nga như sau. Kẻ thù đã thành công ở phía nam của Bakhmut gần Klitschka, phía tây Robotino ở Zaporozhye, phía nam của Marinka và Novo-Mikhailivka, đồng thời chiếm được khu vực công nghiệp Alipka. Kẻ địch một lần nữa đã lấy lại được vị trí gần Ivanivsky. Cảnh Deep State còn cho biết thêm rằng mật độ các cuộc tấn công của Nga là rất lớn, ở ít nhất 16 địa điểm. Kênh này cũng thừa nhận rằng sau cuộc giao tranh giữa giao lộ Yasinovsky và Kolosova, giờ Nga đã kiểm soát được nó. Ngoài ra, tình hình tại khu công nghiệp Pomka cũng đang rất nguy cấp và việc để mất điểm cao này sẽ có tác động tiêu cực đến vị trí hoạt động chiến thuật của lực lượng Ukraine ở các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, thì Nga cũng đã chiếm được phần phía nam của thành phố Marinka. Phía Ukraine xác nhận trong những tuần gần đây, diễn biến chiến trường có lợi cho phía Nga một phần là do quân đội Nga rất có kinh nghiệm chiến đấu trong thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông. Thông tin này cũng trùng hợp với kênh quân sự của Nga. Kênh RV Voenko cho biết, các binh sĩ của sư đoàn súng trường cơ giới 150 và lữ đoàn 5 tiến vào từ hai bên sườn của Marinka đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các tòa nhà cuối cùng ở ngoại ô của thành phố và đã dương cờ Nga. Trong trận chiến này, nhiều binh sĩ Ukraine đã bị tiêu diệt, một số thì bị bắt và một số đã bỏ trốn. Lợi dụng điều kiện thời tiết xấu nhiều băng giá, phía Ukraine đã không thể sử dụng UAV cho nên các binh sĩ Nga tiến lên và đã tiêu diệt đối phương. Tuyến phòng thủ của Ukraine tại Marinka vì thế mà tan vỡ. Cảnh Deep State cũng đã viết về tình hình nguy cấp gần làng Bodanovka ở Bakhmut cũng như sự tiến bộ của Nga gần Vesely và Kromov. Giờ đây, Ukraine đang phải tăng cường chiến dịch bảo vệ khu vực xung quanh đường cao tốc Chasubya. Về phía Nga, họ xác nhận rằng lữ đoàn cận vệ riêng biệt số 200 đang dẫn đầu cuộc tấn công vào làng Bodanovka. Các cảnh quay đã ghi lại cuộc tấn công này. Tại làng Bodanovka, quân Nga đã tiến vào phía nam khu vườn ươm rộng tới 1,4 km và sâu 400 m tại hướng Zaporozhye. Người Nga cũng đã mở các cuộc tấn công tại Orekovsky, Kopani, Robitino, Novoprokovka và Vebove. Các trung đoàn dù của Nga cũng đã không ngừng tấn công vào các vị trí của đối phương, bất chấp Ukraine đang điều động lực lượng và cố gắng để phản công. Bên cạnh sự vượt trội về thiết bị đạn dược, người Nga cũng cho thấy họ thích nghi rất tốt với việc chiến đấu trong thời tiết xấu và đang nắm hoàn toàn thế chủ động trên chiến trường. Không có gì ngạc nhiên khi Ukraine giờ đây phải chọn phương án là phòng thủ. Nhưng mà ngay cả như vậy thì thời gian có vẻ vẫn không đứng về phía nước này. Có lẽ vì điều đó mà hàng loạt các quan chức cấp cao của Ukraine hiện giờ đã phải thay đổi quan điểm về cuộc xung đột. Sống sót sau 2 năm chiến đấu với Nga đã là một thắng lợi lớn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với BBC mới đây, Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov, vốn là một trong những nhân vật diều hâu nhất trong chính quyền Kiev, bỗng dưng lại có lời lẽ tỏ ra khá khiêm tốn trong những đánh giá của mình. Còn nhớ vào hồi tháng 5, ngay trước thêm cuộc phản công mùa hè của Ukraine Ông này đã có cuộc trả lời phỏng vấn với BBC và tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng bắt đầu cuộc phản công và rằng cuộc tấn công này sẽ mang lại kết quả tối đa. Ông Danilov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc phản công là cơ hội lịch sử. Đồng thời còn cho biết việc phá hủy các trung tâm chỉ huy và thiết bị quân sự của Nga là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi. 7 tháng sau, ông ta lại được BBC mời phỏng vấn và khi phóng viên nhắc lại tuyên bố vào hồi tháng 5 về cơ hội phản công lịch sử cho Ukraine, thì vị giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine ngượng ngùng trả lời rằng Chúng tôi hy vọng, nhưng chúng đã không thể trở thành hiện thực. Để biện minh cho những tuyên bố đao to búa lớn trước đó, thì ông nói thêm rằng Điều đó không có nghĩa là chiến thắng sẽ không thuộc về chúng tôi. Việc chúng tôi bảo vệ đất nước của mình được 2 năm đã là một thắng lợi lớn. Và cũng để biện minh cho cuộc phản công mùa hè thất bại. Ông ấy nói như sau, mọi người đôi khi phải mắc sai lầm. Bạn không thể là học sinh hạng A cả đời được. Với tuyên bố này, rõ ràng là Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đang bào chữa cho những gì xảy ra và cố gắng để biến thất bại thành một hình thức chiến thắng. Tuy nhiên, một điều đang nói đó là Danilov đã đổ một phần trách nhiệm về thất bại này cho NATO. Theo BBC, ông Danilov mô tả tình hình hiện tại ở tiền tuyến là rất khó khăn và cho rằng sách giáo khoa cũ về chiến tranh, bao gồm cả sách của NATO, nên được gửi trả lại vào trong kho lưu trữ. Ông ấy cũng từ chối cho biết khi nào thì cuộc phản công tiếp theo sẽ diễn ra. Thay vào đó, ông chỉ hứa rằng sẽ không ngừng chiến đấu. Khi được hỏi về sự bế tắc của Quốc hội Mỹ trong vấn đề viện trợ cho Ukraine, ông Danilov có giọng điệu bình tĩnh và biết ơn. Trái ngược hẳn với Tổng thống Zelensky, người thường có ngôn từ cuồng loạn và vô ơn. Theo lời của ông này, thì nếu như viện trợ đến như là một món quà trước lễ Giáng sinh, thì chúng tôi sẽ rất vui vì điều đó. Nhưng mà nếu nó xảy ra muộn hơn một chút, thì nó cũng không trở thành một thảm kịch. Tuy nhiên, đây cũng là một lời nói cứng rắn bề ngoài mà thôi. Vì nội bộ Kiev lúc này đang hoảng loạn về kịch bản Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine. Cần phải lưu ý là chuyến đi tới Mỹ của Tổng thống Zelensky vào hôm 12 tháng 12 để thuyết phục lưỡng đảng viện trợ cho Kiev đã thất bại. Tổng thống Ukraine đã không thể thuyết phục được Chủ tịch Hạ viện đổi ý. Ông Mike Johnson tái khẳng định viện trợ cho Ukraine phải gắn liền với chính sách biên giới của Mỹ. Ông ấy nói rằng biên giới thực sự là một thảm họa. Đây là những điều kiện của người dân Mỹ. Chúng tôi kiên quyết giữ nguyên lập trường về điều đó. Trước đó, tại Thượng viện, các nghị sĩ Cộng hòa cũng không lay chuyển trước lời kêu gọi thống thiết của ông Zelensky. Tờ The Guardian cho biết các nghị sĩ đã rời cuộc họp với Tổng thống Zelensky mà không hề thay đổi lập trường và rằng viện trợ cho Ukraine phải đi đôi với chính sách an ninh biên giới của Mỹ. Thượng nghị sĩ Mark Wayne cho biết Nguồn tài trợ khẩn cấp sẽ không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào của Đảng Cộng Hòa Trừ khi nó bao gồm cải cách biên giới triệt đề Một điều đáng xấu hổ hơn Tối nay còn thừa nhận rằng Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lan Fox nói thẳng với truyền thông phương Tây Tổng thống Zelensky đã không thể làm bất cứ điều gì Để khiến cho các nghị sĩ thay đổi lập trường Bởi vì mối quan tâm của Đảng Cộng Hòa là sự an nguy của nước Mỹ Chứ không phải là của Ukraine Như vậy thì có thể thấy Tin tức từ cuộc gặp giữa lưỡng đảng Mỹ với Tổng thống Zelensky đã tác động ít nhiều về lập trường của cuộc chiến của các quan chức ép. Giờ đây, họ khó có thể cao ngạo để tuyên bố chống Nga và thắng Nga đến cùng nữa. Quay trở lại với cuộc phỏng vấn của ông Danilov, BBC có đoạn như sau. Khi được hỏi liệu Ukraine có thua trong cuộc chiến nếu như Mỹ ngừng viện trợ hay không, thì ông Danilov đã từ chối chấp nhận khả năng này. Bởi vì sự thật đứng về phía Ukraine, ông ấy đã đặt câu hỏi ngược lại rằng liệu Putin có hủy diệt chúng tôi trước mắt nhân loại hay không? Liệu ông ấy có giết trẻ em, phụ nữ, người già của chúng tôi hay không? Và liệu cả thế giới có nhắm mắt làm ngơ theo dõi sự kiện này hay không? Vậy thì câu hỏi nên là chúng ta đang sống ở thế giới nào? Câu trả lời trên cho thấy vị quan chức Kiev này đang tuyệt vọng và bắt đầu chiến dịch quen thuộc là cáo buộc Tổng thống Putin sẽ tiến hành diệt chủng Ukraine nếu như Mỹ ngừng viện trợ. Tuyên bố này cũng không gây ngạc nhiên bởi vì khi vỡ mộng tư cách thành viên NATO, Tổng thống Zelensky cũng đã đe dọa đồng minh rằng Putin sẽ tấn công NATO và Thế chiến thứ ba sẽ xảy ra. Nhưng mà có vẻ như chiến thuật vu cáo đó đã mất đi hiệu nghiệm. Cách mà ông Danilov trả lời cuộc phỏng vấn với BBC cho thấy rằng ông này đã thay đổi quan điểm về cuộc xung đột. Sự hiếu chiến trước đây đã được thay thế bằng thái độ tương đối khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, để giữ cho thể diện và cho những tuyên bố đầy màu hồng của Tổng thống Zelensky mà tờ Financial Times mới đây đã vạch trần, thì ông Danilov đã biện minh rằng Sống sót hai năm qua đã là một thắng lợi lớn. Điều đó giải thích cho lý do tại sao ông này lại cứ phải lặp đi lặp lại khẩu hiệu về chiến thắng trong suốt cuộc phỏng vấn. Dù ít bốc đồng hơn so với tổng thống Zelensky, ít ra Danilo có vẻ tỉnh táo hơn so với sếp của mình, nhưng mà ông ấy cũng rất cẩn trọng khi đưa ra kết luận. Nếu nói thẳng ra như là tướng Zaluzny rằng chiến trường đang bế tắc thì ông ấy cũng sợ mình sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm và phải hứng chịu sự trừng phạt. Cần phải lưu ý là chính ông này chỉ hai tuần trước khi trả lời phỏng vấn với tờ The Times của Anh đã tuyên bố rằng Điện Kremlin đã kích hoạt mạng lưới điệp viên ngầm tại Kiev, bao gồm cả Cục An ninh và Tình báo Ukraine. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông đã rút lại tuyên bố và đổ lỗi cho phóng viên tờ The Times đã không hiểu ý của ông. Điều này càng cho thấy nội bộ Kiev đang cực kỳ hỗn loạn, đấu đá và nghi kỵ lẫn nhau. Với tâm trạng của giới lãnh đạo Kiev như vậy, Liệu người Ukraina có đủ tinh thần để chiến đấu với người Nga hay không? Mất một nửa binh sĩ, người Ukraina không còn muốn chiến đấu. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky là Polodiak mới đây đã thẳng thắn tuyên bố rằng Kiev sẽ sớm phát động một chiến dịch tuyên truyền tiếp theo để huy động lính. Theo ông này, thì người dân Ukraina không thực sự hiểu chiến tranh là gì và nó có thể dẫn đến hậu quả gì nếu như không kết thúc đúng cách. Tuy nhiên, Chính tuyên bố này của ông Polodiak đã làm mất uy tín của Kiev, bởi vì trước đây họ từng hùng hồn nói rằng hàng chục nghìn người Ukraine đã đổ xô gia nhập quân ngũ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Cho đến tận gần đây, Kiev vẫn lặp lại tuyên truyền này. Thực chất, họ tuyên truyền như vậy là để thu hút viện trợ nước ngoài và chứng minh cho phương Tây thấy rằng người Ukraine không từ bỏ chiến tranh. Do đó, phương Tây cần phải có nghĩa vụ đạo đức tiếp tục viện trợ cho họ. Tuy nhiên, Tuyên truyền này của văn phòng tổng thống phần nào đã bị chệch hướng do chính tướng Zaluzny thừa nhận với tờ The Economist rằng chiến trường đang bế tắc và không khác gì ngầm thừa nhận cuộc phản công mùa hè đã thất bại. Và đương nhiên, chỉ có thất bại, tổn thất nặng nề thì mới cần phải huy động đến dân chúng. Giờ đây, để tránh phải thừa nhận thất bại do không đủ lực lượng tấn công, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho quân đội chuyển sang thế phòng thủ như là thời đầu cuộc xung đột. Do đó, Chính quyền Kiev đang cố gắng tạo ra một bầu không khí cho thế giới lầm tưởng rằng người Ukraine vẫn háo hức gia nhập quân đội để bảo vệ quê hương. Ấy vậy mà ông Polodiak lại vô tình làm lộ chuyện khi cho rằng người dân không thực sự hiểu chiến tranh là gì, hậu quả sẽ nghiêm trọng nếu như chiến tranh không kết thúc đúng cách. Điều này cũng đã hé lộ xu hướng tại Ukraine lúc này là người dân không còn muốn đi tham gia nghĩa vụ và đã chán ngán cuộc chiến này. Vậy mà cuối cùng thì Tổng thống Zelensky vẫn bác bỏ đàm phán, ra lệnh phòng thủ và tiến hành một đợt cưỡng bức tổng quân mới. Hệ quả, nhiều khả năng sẽ có thể dẫn đến một số bất ngờ chính trị trong thời gian tới. Rõ ràng là Kiev cần phải hoảng sợ về chính sách cưỡng bức người dân nhập ngũ của Tổng thống Zelensky. Bởi vì cuộc phản công thất bại đã khiến cho công chúng mất tinh thần. Và giờ đây họ quay sang tin vào truyền thông của phương Tây hơn là bộ máy tuyên truyền của Kiev. BBC mới đây cho biết, ít nhất 650.000 đàn ông Ukraine đã bỏ trốn ra nước ngoài để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Chưa hết, chính những người đàn ông Ukraine được BBC trích dẫn trong bài báo lại chỉ trích tình trạng mất dân chủ ở đất nước họ, cũng như phàn nàn về việc quân đội Ukraine tham nhũng như thế nào. Đàn xen với đó là những tuyên bố của thị trường Kiev Klitschko lên án Tổng thống Zelensky là một nhà độc tài, cùng với miêu tả không mấy hay ho của tạp chí The Times về Tổng thống Zelensky và lời chế giễu mới nhất từ tờ Politico rằng Tổng thống là kẻ háo huyền số một thế giới. Sự kiện mới nhất cho thấy thực tế không hề màu hồng. Nguồn tin nội bộ của Ukraine vào hôm 11 tháng 12 cho biết do Kiev đẩy mạnh các cuộc bắt bớ truy lùng đàn ông tại các trung tâm mua sắm và phòng tập gym đã khiến cho người Ukraine rời bỏ đất nước đến Ba Lan ngày một tăng mạnh. Kết quả, Ukraine đang mất đi khá nhiều nguồn lao động và điều này cũng đã ảnh hưởng đến tình hình ở mặt trận số lượng binh sĩ của Ukraine trên tiền tuyến lúc này chỉ hiện ngang bằng với lực lượng Nga, trong khi vào đầu cuộc chiến, lực lượng Ukraine đông gấp 3 lần người Nga. Và để ủy lạo tinh thần binh sĩ nhân dịp Ukraine kỷ niệm ngày thành lập lục quân, ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã công bố quy mô của lực lượng mặt đất Ukraine là gần 600.000 binh sĩ. Điều này lại vô tình chứng minh rằng Ukraine đã mất tới một nửa quân số. Tờ Business Insider cho biết, khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, Ukraine lúc đó có 196.000 lính chính quy và 900.000 lính dự bị, tương đương với khoảng 1,1 triệu quân. Trong suốt 22 tháng chiến tranh, Tổng thống Zelensky luôn che giấu tổn thất kinh hoàng của quân đội Ukraine. Và cho đến nay, xã hội Ukraine đã bắt đầu phản kháng thực trạng này. Kênh truyền hình Ukraine một cộng từng đưa tin rằng thương vong của Ukraine cho đến nay là hơn 1,1 triệu người. Trong lúc người Nga đang áp đảo trên toàn chiến tuyến, thì truyền thông phương Tây bỗng đồng loạt báo cáo rằng Thương vong của Nga đã lên tới 315.000 binh sĩ, tức là tương đương với 90% lực lượng tham chiến ban đầu. Điều này cũng giống như là những gì mà Kiev đã làm, không khác gì hơn là chiêu trò nhằm làm lu mờ chiến thắng của Nga trên chiến trường. Putin đại thắng, dấu chấm hết cho Zelensky. Bất chấp thất bại đã được truyền thông phương Tây đưa tiền rộng rãi, tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục bám sát câu chuyện chiến thắng bằng mọi giá, bằng cách lui về phòng thủ và tiếp tục huy động dân chúng. Nhưng mà vị thế của ông này đang càng ngày càng bị thu hẹp. Các khoản viện trợ của Mỹ và EU vẫn đang bị treo lơ lực, trong khi Ukraine lúc này cần gấp số tiền lên tới 43 tỷ USD vào năm 2024 để bù đắp thâm hụt ngân sách. Cho đến nay, chỉ một phần nhỏ số tiền này đã được phương Tây cam kết. Và nếu như Ukraine không tìm ra được phần còn lại, thì Kiev không thể duy trì cố máy chiến tranh của mình. Hiện, chi tiêu cho quân đội Ukraine là 46,4 tỷ USD tương đương với khoảng 22% GDP nước này. Còn nhớ chỉ 3 ngày trước cuộc tấn công của Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Zelensky từng tổ chức một cuộc họp báo chung. Cả hai đều biết rằng một cuộc tấn công của Nga là không thể tránh khỏi nếu như ông Zelensky vẫn duy trì quan điểm của mình. Còn Thủ tướng Đức Scholz đã đề nghị Tổng thống Zelensky từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để tránh chiến tranh bằng cách khẳng định rằng vấn đề về tư cách thành viên của Ukraine thực tế không nằm trong chương trình nghị sự của NATO. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn khăng khăng giữ nguyên quyết định tham gia Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. 22 tháng sau, Ukraine không những không được phê duyệt tư cách thành viên NATO, mà thậm chí tư cách thành viên EU cũng mờ mịt bởi vì chủ đề này lại bị chính quyền ông Biden nghiêm cấm đem ra thảo luận. Vào thời điểm này, Tổng thống Putin đã rất đúng khi tuyên bố Ukraine không có tương lai, họ đang cạn kiệt mọi thứ, họ không có cơ sở riêng, họ không có nền tảng riêng, không có hệ tư tưởng, không có ngành công nghiệp, không có tiền bạc và không có gì của riêng họ. Tương lai cũng không có nốt, nhưng mà nước Nga lại có tất cả. Tất nhiên, có quan điểm lập luận rằng hệ tư tưởng của Kiev lúc này là bài Nga mạnh mẽ. Nhưng mà rất có thể, Tổng thống Putin đang muốn nhắc đến hệ tư tưởng đoàn kết của người Ukraine, vốn chiếm hơn một nửa dân số đang nói bằng tiếng Nga. Theo Tổng thống Putin, chính quyền Tổng thống Zelensky đã hoàn toàn đi quá giới hạn khi tuyên bố người Nga không phải là dân tộc bản địa của nước này. Tổng thống Putin đã rất đúng khi nói rằng Ukraine không có ngành công nghiệp bởi vì ngành công nghiệp, nông nghiệp của Ukraine hiện tại đều bị phá hủy hoàn toàn. Kiev còn đang trong quá trình dần sụp đổ ngay cả sau khi kết thúc chiến tranh bởi vì họ đã đánh mất thị trường Nga. Ukraine cũng không có nhà máy đóng tàu hay là chế tạo máy bay, không có cơ sở sản xuất tên lửa và ngay cả các cơ sở năng lượng cũng đều thừa hưởng hoặc do người Nga cung cấp. Chính quyền Tổng thống Zelensky bây giờ đã sẵn sàng bán mọi thứ, thậm chí cả đất đai lãnh thổ cho các tập đoàn theo chủ nghĩa toàn cầu để đổi lấy một sự giúp đỡ. Hai chuyến công du sang Mỹ vào tháng này của Tổng thống Zelensky và tránh phân phòng Andrei Rymars đều có lịch làm việc với quỹ BlackRock, tập đoàn vốn đang quản lý tài sản chiến lược quốc gia của Ukraine. Theo nguồn tin nội bộ của Ukraine, chính quyền Kyiv đã đề nghị nhượng hoàn toàn các doanh nghiệp chiến lược của quốc gia này và đất đai để đổi lấy việc các ông chủ tập đoàn phương Tây hỗ trợ các gói tài chính và quân sự mới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zadokova mới đây cho biết, nỗ lực của phương Tây trong việc áp đặt kịch bản đóng băng xung đột, bao gồm cả kịch bản theo mô hình của Hàn Quốc, đều là vô nghĩa. Thay vào đó, cần có các giải pháp khác. Mà giải pháp duy nhất đảm bảo an ninh cho Nga và Ukraine lúc này chính là Ukraine sẽ trở thành một phần của Liên bang Nga. Thực tế thì cũng chỉ là Nga đang đòi lại vùng đất lịch sử thời trước, và lúc đó sẽ không còn một cuộc chiến nào xảy ra ở Ukraine nữa. Còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2023 và Nga vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành liên quan đến cái gọi là vùng đất phía nam của nước Nga mới có tên là Novorossiya. Đây là tên địa danh từng được sử dụng trong thời kỳ xa hoàng, dùng để chỉ lãnh thổ miền nam Ukraine. Ngày nay, cả hai khu vực Donetsk và Luhansk cũng tự gọi mình là Novorossiya. Và chúng ta cũng hãy cùng chờ xem đường biên giới của hai nước sau khi kết thúc xung đột sẽ biến đổi như thế nào và lôi kéo NATO vào cuộc chiến. Tuy nhiên, cơ hội đối đầu giữa Mỹ, NATO và Nga khó có thể xảy ra do cả hai không hề muốn mạo hiểm khơi mào một cuộc chiến hạt nhân. Do đó, nhiều khả năng nếu như Nga thôn tính Odessa thì NATO sẽ không dám trực tiếp xuất đầu lộ diện. Nga giành 99% Marinka và lấn át đối phương. Tại khu vực Kherson, bất chấp tổng thống Zelensky không ngừng điều động quân nhân tới làm bia đỡ đạn thì nhịp độ giao tranh ở gần làng Green Key thuộc tả ngạn The Dipper bắt đầu có dấu hiệu trùng xuống. Kênh RV Voenko sáng nay cho biết, tại làng Green Key, phía Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể do hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích của Nga. Các đợt tiếp viện bằng thuyền qua sông cũng đã bị Nga phá hủy hàng ngày. Mặc dù Ukraine tích cực yểm trợ bằng pháo binh và UAV phóng đi từ phía hữu ngạn để gây khó khăn cho phía Nga. Tuy nhiên, Nga đã tiêu diệt các điểm phóng UAV của Ukraine và sẽ đẩy lực lượng đồn trú ở làng Green Key lâm vào tình thế nguy hiểm vì thiếu đạn dược và nước uống. Vào ngày 13 tháng 12, Ukraine đã phải rút lui khỏi phần phía đông ngôi làng trước các cuộc tấn công truy đuổi của đối phương. Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về sự thất bại hoàn toàn của Kiev tại đây, nhưng mà rõ ràng họ không còn đủ sức để mở rộng đầu cầu. Phía Nga ước tính số lượng quân đồn trú của Ukraine tại khu vực này đã giảm xuống một nửa so với thời kỳ cao điểm nhất. Ở mặt trận Kubiansk. Nga đang tấn công dồn dập dọc theo chiến tuyến ở Bắc Mút, đặc biệt là trên hai cánh phía Bắc và phía Nam. Lực lượng Ukraine phải bỏ chạy khỏi các vị trí quanh Bắc Mút để rút về bên kia sông ở phía đông của Chasovya. Tại phía Bắc, Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Bodanovka, công phá Grigoryevka và phía Tây Bắc đến Orekovo, Vasilivka. Ở phía Nam, Nga cũng đã mở rộng những đầu cầu trong các trận chiến giành điểm cao gần Klipchipka. Hiện tại, họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Chasovya, vốn là cứ điểm kiên cố của Kiev, nằm trên tuyến đường chiến lược nối các khu vực Slavian, Krasmatos, Dukovka, Konstantinovka. Dự báo trận chiến ở đây sẽ rất khốc liệt vào năm tới. Tuy nhiên, sự kiện chính trong tuần này là việc Nga đã giành được thành phố Marinka, vốn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine trong suốt 9 năm qua. Việc phía Nga gần như kiểm soát được hoàn toàn thành phố này đã được chúng tôi nhắc đến lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 12. Khi đó thì họ đã tiến tới vùng ngoại ô Tây Nam thành phố và đánh dấu thành tích của mình bằng hình ảnh một lá cờ Nga trên một tòa nhà bị phá hủy. Tại thời điểm đó, Nga cho biết rằng Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 5-7% lãnh thổ Marinka. Tuy nhiên, Kiev vẫn tiếp tục chấn giữ khu vực phía Tây Bắc dọc theo phố Ivan Franko. Các binh sĩ Nga đã phải mất thêm 2 tuần mới có thể đánh bật đối phương ra khỏi khu vực này. Đến ngày 12 tháng 12, lá cờ Nga một lần nữa đã được kéo lên trên ngôi nhà ở tuyến phố Kastanova. Tính đến sáng nay, ngày 16 tháng 12, kênh Rai Ba xác nhận rằng phía Ukraine chỉ còn giữ lại được 1% Marinka tại con phố Ivan Franko. Thực tế, Marinka về cơ bản đã thất thủ và chỉ còn một số tàn dư vẫn cố bám trụ trong các ngôi nhà mà không chịu đầu hàng. Thời điểm này, các đơn vị của Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 150 của Nga bắt đầu tiến về làng Poveda, nằm ở phía nam của Marinka. Điều này có nghĩa là số phận nhóm binh sĩ Ukraine vẫn đang ẩn nấp trong thành phố, có nguy cơ sẽ bị tiêu diệt. Và cảnh quay ngày hôm nay cho thấy số phận của nhóm binh sĩ này dưới làn đạn của người Nga. Thành công của Marinka khiến cho giới quan sát đặt ra câu hỏi, liệu người Nga sẽ làm gì tiếp theo? Họ sẽ tiến về Kurakovo hay là quay về phía nam để đánh vào hậu phương Volodya của Ukraine? Có quan điểm cho rằng nhiều khả năng Nga muốn tiến công về phía Kurakovo nhưng mà vì không có đủ quân lực do quá trình chiến đấu khốc liệt tại Marinka. Vì vậy, có thể họ sẽ rút về hướng Adipka, thăm dò hàng phòng ngự của đối phương và củng cố lại đội hình, hoặc là điều động thêm lực lượng mới đến khu vực này để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo. Cũng không thể loại trừ khả năng Nga mở cuộc tấn công về phía Tây hoặc quay về phía Nam hướng tới Vuleda, thậm chí là bao vây lấy phần phía Bắc Vuleda nhằm cắt đất hậu phương và thọc sườn đối phương dọc theo trục Krasnogorovka, Netalovo. Tại Adipka, Ukraine vẫn đang chống cự tại hai bên sườn, trong tình thế Nga sắp đóng vòng vây Adipka bằng một đòn xuyên qua Srevene và Toneke. Các kênh quân sự của Ukraine cũng xác nhận trận chiến tàn khốc nhất đang diễn ra tại Stepnoe, phía bắc thành phố này. Sau khi giành được khu công nghiệp Yasisno Tavaya 2, thì Nga đã thiết lập thêm được quyền kiểm soát ở khu nghỉ dưỡng Vino Hrasniki và chọc sâu theo hướng Kolosova ở trung tâm của Adipka. Giờ đây, các trận chiến không chỉ còn diễn ra ở ngoại ô mà thực sự đã xuất hiện tại khu vực kiên cố lớn nhất ở trung tâm thành phố Adipka. Có thể nói rằng các trận chiến đô thị là luôn khó khăn, chậm chạp và đẫm máu nhất. Đối với Adipka, thành phố này chủ yếu là các ngôi nhà một tầng xen lẫn với các khu trung cư cao tầng và liền kề với khu công nghiệp nhỏ. Vì đặc điểm này nên những khu vực khó tấn công nhất sẽ đều nằm ở rìa trung tâm của thành phố. Tuy nhiên, Nga đã thành công và hiện đang tiến vào phần trung tâm nhất của Adipka. Nhiệm vụ chính của quân Nga trong khu vực là đột phá đến ga xe lửa ở tiểu khu Khimik, nhằm chia cắt lực lượng Ukraine ở Arivka, phá vỡ hệ thống phòng thủ liên hoàn và đơn giản hóa đáng kể cuộc tấn công vào toàn bộ khu vực trung tâm. Mục tiêu cô lập trung tâm Arivka cũng như cắt đứt các đường tiếp tế vào khu vực kiên cố này. Hiện nay đang có khá nhiều thông tin về tổn thất nặng nề của lữ đoàn 47 Ukraine vốn đang giao tranh tại Arivka. Điều này đã được xác nhận bởi các nhân chứng tại chiến trường và cả trên truyền thông dòng chính Mỹ. Kiev nhận tin dữ, lữ đoàn 47 bị bao vây và thiếu đạn dược. Cách đây ít ngày, Tổng thống Zelensky tuyên bố chỉ riêng lực lượng mặt đất của Ukraine đã có tới 600.000 binh sĩ. Nhưng mà theo phó lãnh đạo đảng đầy tớ của nhân dân Mariana Bezuzleya, thì chỉ có 300.000 binh sĩ đang chiến đấu trực tiếp trên tiền tuyến. Và nếu như con số này là chính xác, thì phía Nga đang có lợi thế rất lớn về mặt quân số Tổng thống Putin mới đây cho biết hiện Nga đang có 617.000 binh sĩ ở Ukraine. Rõ ràng thực tế này đang khiến Bộ Chỉ huy Ukraine phải lo lắng. Bằng chứng rõ nét nhất là việc Kiev đang siết chặt huy động bằng các vụ đột kích ngay tại những trung tâm mua sắm, thậm chí là tại các nhà hàng sang trọng của giới thượng lưu Kiev cũng không còn là một ngoại lệ. Điều này cho thấy đây là thời điểm vượt ngưỡng chịu đựng của quân đội Ukraine. Tuyên bố mới nhất của binh sĩ Sergei Zenitlov đã hé lộ sự thật là lữ đoàn 47 dẫn đầu cuộc tấn công của Ukraine ở mặt trận Zaporizhzhia đã bị tổn thất nặng nề. Hôm 14 tháng 12, Sergei Gzhenislov cho biết toàn bộ lực lượng này đã hoàn toàn bất động. Những sĩ quan lão luyện cách đây một năm rưỡi đã không còn ở đó nữa. Hoặc là họ hoàn toàn mất động lực, hoặc là họ rất mệt mỏi với cuộc chiến, hoặc họ đã chết. Trước đó một ngày, tạp chí Military Watch Magazine đã xác nhận điều này như sau. Lữ đoàn cơ giới số 47 tinh nhuệ của Ukraine đóng quân tại thành phố Adipka đã bị bao vây và buộc phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược càng ngày càng tăng. Các báo cáo của anh cũng chỉ ra rằng lữ đoàn có ý định tấn công một nhóm quân Nga trước khi hợp nhất với nhóm xung kích ở sườn phía bắc Adipka. Tuy nhiên, điều đó đã không được thực hiện do thiếu đạn dược. Những nỗ lực của lữ đoàn nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga ở Adipka được tờ The Time mô tả là tuyệt vọng và điều đó làm dấy lên quan điểm về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của Ukraine tại vị trí chiến lược này. Đồng nghĩa với việc có khả năng người Nga sẽ giành được một chiến thắng trong dịp nghỉ lễ năm mới. Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh, Lữ đoàn 47 được coi là một trong những lữ đoàn tinh nhuệ nhất của lực lượng Ukraine. Họ nhận được rất nhiều xe Leopard 2A6, xe chiến đấu Bradley và pháo tự hành M109 để vượt qua phòng tuyến Surovikin. Vì vậy, đây là những đơn vị chiến đấu được NATO kỳ vọng nhất nhưng mà họ lại chịu tổn thất nặng nề nhất. Và điều này đang khiến cho phương Tây lo ngại về khả năng sống sót của họ. Tạp chí Military Watch Magazine đã viết như sau. Một quân nhân thuộc lữ đoàn 47 là trung sĩ Danilo nhận xét tình hình trong tuần qua là một tình huống tồi tệ bởi vì tình trạng thiếu đạn dược đã buộc binh lính phải đưa ra những quyết định sinh tử. Vào mùa hè, chúng tôi có số đạn nhiều hơn 10 lần chất lượng cũng tốt hơn và đạn của Mỹ giúp điều chỉnh hỏa lực dễ dàng hơn với rất ít sai sót nhưng mà hiện tại thì chúng tôi nhận đạn dược từ khắp mọi nơi trên thế giới với chất lượng hoàn toàn khác nhau và chúng tôi chỉ nhận được 15 băng đạn sử dụng trong 3 ngày. Tuần trước, chúng tôi nhận được một mẻ đạn rắc rưởi. Theo trung sĩ này thì đạn do châu Âu sản xuất thường xuyên bị lỗi về chất lượng và đôi khi gần như vô dụng. Trong đó, chất lượng đạn tồi tệ nhất là của Ý. Nhìn chung, chất lượng đạn pháo của châu Âu kém trái ngược với các loại đạn có từ thời Liên Xô hoặc do Hoa Kỳ sản xuất. Ngoài ra, trung sĩ Danilo còn cho biết rằng thay vì khai hỏa về phía binh sĩ Nga khi họ lọt vào tầm bắn, thì Ukraine lại phải đợi đến khi chắc chắn rằng người Nga đang tiến tới vị trí phòng thủ của mình và sẽ chỉ giao chiến khi đó là các nhóm tấn công lớn. Trung sĩ Danilo giải thích như sau. Nhẽ ra chúng tôi nên kiểm soát khu vực của mình từ khoảng cách xa 4 km để có thể tiêu diệt vài trăm lính Nga trước khi họ tiếp cận được bộ binh của chúng tôi. Nhưng không có đạn pháo thì chúng tôi không thể. Khi mà chỉ có hai hoặc 3 người lính Nga, tôi sẽ không bắn nữa. Chỉ khi đó là một tình huống nguy cấp, chẳng hạn như có 10 binh sĩ Nga tiến tới gần, thì chúng tôi mới phải hành động. Và như thế thì đã quá muộn rồi. Tờ này nhận định là việc thiếu đạn dược đã làm suy yếu trầm trọng khả năng chiến đấu, ngay cả với lữ đoàn tinh nhuệ như là lữ đoàn 47. Ngược lại, phía Nga càng ngày càng được trang bị các loại đạn tốt hơn với kho tên lửa đạn đạo có dấu hiệu tăng lên đáng kể trong 18 tháng qua. Điều đó đã giúp cho họ tăng cường nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine. Cuối cùng thì tờ Washington Post vào hôm 13 tháng 12 đã chốt lại sự thật này bằng tít bài như sau. Ở Ukraine, rủi ro không phải là bế tắc, đó là sự thất bại. Tờ này có đoạn, nếu như không có những khoản tiền mặt, vũ khí và đạn dược thì Ukraine không thể chiếm lại được nhiều lãnh thổ, cũng như khó có thể tồn tại. Mối nguy hiểm không chỉ đơn giản là sự bế tắc, điều quan trọng là các lực lượng Ukraine do thiếu trang bị cho nên buộc phải rút lui, rút ngắn tuyến phòng thủ và từ bỏ lãnh thổ. Trong bối cảnh tuyệt vọng đó, thì Washington Post đã vẽ ra một viễn cảnh u ám rằng một thỏa hiệp nhượng lại lãnh thổ sẽ liên quan đến việc giải thể Ukraine với tư cách là một quốc gia độc lập. Kịch bản nghiệt ngã đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín và sự tín nhiệm của phương Tây. Đồng thời, câu thần chú cam kết ủng hộ Ukraine miễn là còn cần thiết đã trở nên sao giống. Đúng như vậy, những cam kết của Tổng thống Biden đang trở nên sáo giống khi mà hôm 12 tháng 12, ông ấy thay đổi thông điệp của mình trong bối cảnh quốc hội Mỹ bế tắc khiến cho đợt viện trợ mới của Ukraine gặp khó khăn, thì Tổng thống Biden vẫn nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẵn sàng hỗ trợ Ukraine, nhưng mà thay vì lặp lại câu thần chú quen thuộc là sẽ còn hỗ trợ cho tới khi nào còn cần thiết, thì nay, ông ấy nói rằng miễn là trong khả năng chúng tôi có thể. Điều đó cho thấy rằng phương Tây đang trùn bước trong chính cuộc chiến ủy nhiệm của mình. Tờ Washington Post đã đúc kết tình huống ê chề này như sau. Điều cần thiết là hãy nghĩ xem thất bại của Ukraine có ý nghĩa gì? Bởi vì nó sẽ là một thảm họa chiến lược đối với Hoa Kỳ và các đồng minh NATO, cũng như là hoàn cảnh khủng bố đối với Ukraine. Hai trận đại hồng thủy đều khắc nghiệt như nhau, diễn ra ở những thời điểm khác nhau. Vâng, đúng như Tổng thống Putin mới đây nhận định, phương Tây đã tự bắn vào chân mình. Sẽ không có sự khủng bố mà Nga dành cho Ukraine giống như tờ Washington Post nhận định, mà chỉ có sự mất mát của nhóm người cùng sắc tộc với Nga khi mà các ngành công nghiệp và đất đai của họ bị cắt xẻo cho các ông chủ phương Tây hoặc phải trả lại cho người Nga. Phần còn lại sẽ chỉ còn là một quốc gia nhỏ mé, nghèo đàn hơn và thuần nông nghiệp, cũng như không có đường ra biển. Điều này đã được nhìn thấy rõ từ đầu với bất kỳ ai hiểu được sức mạnh của các bên tham chiến. Sau 18 tháng xung đột, Tổng thống Biden từng tuyên bố Ukraine vẫn độc lập và vẫn là quốc gia tự do, rằng Hoa Kỳ đã xây dựng được một liên minh gồm hơn 50 quốc gia để đảm bảo cho Ukraine có thể tự vệ cả trong hiện tại lẫn tương lai. Nhưng mà tính đến thời điểm này, sau 22 tháng giao chiến với Nga, Ukraine cùng với 50 đồng minh hùng mạnh của họ đã thua một cách đau đớn. Ukraine sẽ không thể trở lại như trước nữa khi mà người Nga đòi lại những gì của mình. Giải thể Ukraine Với bất kỳ ai còn tin vào câu chuyện tuyên truyền quen thuộc của phương Tây rằng Nga tấn công vô cớ Ukraine hay là xâm chiếm lãnh thổ Ukraine thì một lần nữa Tổng thống Putin đã nhắc lại như sau và mong muốn không thể kiềm chế này tức là đưa Ukraine vào NATO, đã khiến cho phía biên giới của chúng tôi gặp nguy hiểm. Tất cả những điều này dẫn đến thảm kịch. Họ buộc chúng tôi phải thực hiện những hành động này. Ngay cả lãnh đạo đảng người đầy tớ của nhân dân Arakamia trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Ukraine gần đây cũng đã thừa nhận như sau. Người Nga thực sự hy vọng đến giây phút cuối cùng rằng chúng tôi sẽ ký một thỏa thuận giữ thái độ trung lập. Đó là điều quan trọng nhất đối với họ. Trên thực tế, đây là điểm mấu chốt của họ. Mặc dù đối với bất kỳ quốc gia nào thì việc tấn công một quốc gia có chủ quyền là vi phạm hiến trương Liên Hợp Quốc, tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu tại sao Nga lại phải làm điều này. Đó là bởi vì họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tấn công trước, hoặc là ngồi im nhìn NATO tiến sát tới biên giới của mình, đặt bệ phóng tên lửa tại Ukraine và sẵn sàng lao về phía Moscow chỉ trong khoảng 7 đến 10 phút. Lúc đó thì nguy cơ thương vong lớn và bại trận của Nga trước một cuộc chiến tổng lực với NATO hoàn toàn có thể xảy ra. Nói một cách dễ hiểu thì việc chính quyền cánh tả của Obama xúi dục cuộc đảo chính tại Kiev để lật đổ Tổng thống thân Nga Yanukovych, rồi từ đó kiểm soát chính phủ Ukraine đã biến cho nước này trở thành một căn cứ để bóp nghẹt Nga về cả mặt kinh tế và quân sự. Trong hai thế kỷ qua, người Nga đã phải chống chọi trước hai cuộc xâm lược lớn với những thương vong khủng khiếp. Và đương nhiên, họ không muốn lặp lại trải nghiệm đó là điều dễ hiểu. Nhìn trên bản đồ này, chúng ta sẽ thấy điều cuối cùng có lợi nhất cho Nga là thành lập được một quốc gia độc lập mới gọi là Novorossiya trên vùng đất phía đông Donipper và phía nam dọc theo bờ biển nơi có phần lớn dân số người Nga sinh sống. Điều này sẽ loại bỏ khả năng tiếp cận biển đen của Ukraine tạo ra một cầu nối trên đường bộ hướng tới giải đất Transdniestia của Moldova. Phần màu vàng của bản đồ ghi dòng chữ Ukraine năm 1654. Thực ra đó là vùng đất thuộc về chính thống giáo Đông Phương của người Cossacks Zaporozhia. Vào thời đó, với sự đe dọa từ khối Thịnh Vượng Chung Công Giáo Lít và Ba Lan, tức là khu vực màu xanh lá cây, họ đã ký thỏa thuận vào năm 1654 với người Nga và thề trung thành với Sa hoàng. Do đó, khu vực này đã trở thành một phần tự trị của Nga. Sau Thế chiến thứ hai, do Liên Xô gộp một phần các vùng đất của Ba Lan, Hungary và Romania cho Ukraine, cho nên đất nước này mới rộng lớn như bây giờ. Do đó, nếu như xung đột kết thúc bằng việc Ukraine phải đổi đất để có được hòa bình với Nga thì nhiều khả năng là Ba Lan, Hungary và Romania cũng sẽ có yêu sách tương tự đối với khu vực phía Tây của Ukraine. Họ cũng muốn lấy lại những vùng đất của họ và có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để làm điều đó, cho dù NATO sẽ không ủng hộ. Phần còn lại của Ukraine sẽ chỉ là một vùng đất bị giới hạn, chủ yếu là nhà nước nông nghiệp, không có vũ khí và quá nghèo để có thể trở thành một mối đe dọa đối với người Nga. Về mặt chính trị, khu vực còn lại sẽ được điều hành bởi một nhóm chính trị gia Kiev có tư tưởng tân phát xít, và về lâu dài thì nó sẽ trở thành một vấn đề gây đau đớn cho EU. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.